Loa 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 loa, thần dân nghe đây, thần dân nghe đây. Hôm nay là ngày hội thi lu. Đức vua truyền rằng, nay công chúa Ngọc Minh, con gái ta đã tới tuổi lấy chồng. Ta muốn mở hội kén phò mã cho công chúa, nhưng theo ý muốn của con gái ta, người nào đem tới một chiếc lu thần kỳ thì công chúa mới ưng người đó làm chồng, tức là phò mã, sau này sẽ được vua cha truyền ngôi báo. Loa 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 loa. Ái Khanh, Ái Khanh đừng chết. Tỉnh lại đi Ái Khanh. Tại sao Ái Khanh lại chết bỏ ta như vậy? Ái Khanh, tỉnh lại đi Ái Khanh. Trời ơi, tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Đem nó đi, đem nó đi cho khuất mắt ta. Chính đó, chính nó ra đời, nó là giết chết Ái Khanh của ta. Đem đi, đi. Dạ. Tỉnh lại đi Ái Khanh, nàng đừng bỏ ta mà. Hoàng hậu vừa sinh con xong, kiệt sức qua đời. Cha vua vì quá thương vợ nên lạnh nhạt với con gái của mình. Công chúa Ngọc Minh lớn lên thiếu vắng tình thương của cha. Hằng ngày công chúa lang thang một mình trong hoàng cung vắng vẻ, không ai bầu bạn trò chuyện. Lâu ngày công chúa bỗng ít nói, rồi nín thinh như một người câm. Cho rằng đây là điềm chẳng lành cho Dương quốc, mọi người đều xa lánh Ngọc Minh vì sợ nàng mang đến sự xui xẻo. Muốn tâu bệ hạ, có chuyện gì? Các đại thần đã đến đông đủ và đang đợi bệ hạ. Lui. Dạ. Em đi đâu mà vô tới tận đây vậy? Em đói đúng không? Nè, ăn đi. Em ăn nữa không? Anh còn nhiều lắm á. Nè. Ủa, sao mà em đi đâu mà lại trong rừng vậy? Mà em tên gì? Rồi, nhà em ở đâu? Mà em là ai vậy? Anh nói em nghe nha, bây giờ sắp tối rồi, nên là thú dữ nhiều lắm, ở đây không có nên đâu. Hay là bây giờ em về nhà anh đi, xong rồi sáng mai anh sẽ tìm cách dẫn em về nhà, nha. Bây giờ em theo anh nha. Rồi, đi. Lẹ đi. Trời sắp tối rồi đó. Nè đây. Nè, anh lấy cho em nha. Cái này là khoai lang nướng á. Cái này em nướng lên, xong rồi em lột ra, em ăn rất là ngon. Bây giờ em bẻ nè. Đó, nè em ăn thử cái này đi. Em ăn đi. Sao vậy? Anh ăn thử cho em xem nè. Không có sao đó, cái này rất là ngon. Nè, anh ăn nè. Rất là ngon luôn á, em ăn thử đi. Không có bị gì đâu, anh nói thiệt. Khoai lang này á, là anh trồng ngoài bì rừng á, nhiều lắm, em ăn thoải mái đi. Không có sợ thiếu đâu. Em ăn đi, ngon lắm á, em ăn thử đi.
Rồi, em thấy sao? Ngon không? Ngon không? Ngon đúng không? Ừ. Trời, anh biết ngay mà, khoai lang anh nướng phải ngon rồi, đúng không? À, anh nói nghe nè, anh á là anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lúc trước anh không có biết chữ, mà anh may mắn là có thầy giáo tư của bị rừng á. À, thương anh nên vậy anh không lấy tiền. Với lại thầy còn dạy anh thêm nghề chép sách nữa. Nên là anh rất là thương thầy. Mỗi lần mà thầy làm nương rẫy á, là anh đều ra làm phụ hết á. Mỗi lần á mà anh săn được thỏ, anh đem tới cho thầy để thầy tẩm bổ. Ừ. À, mà em tên gì vậy? Nhà em ở đâu mà sao lại trong rừng vậy? Sao em không nói gì hết vợ? Em ăn đi. Ngon không? Ở đây mà mỗi lần về đêm, em biết không, trời quá trời sao luôn. Nhưng thường là anh không thích ngủ ở trong nhà, anh chỉ thích ngủ ở bên ngoài để ngắm sao à. Nếu có dịp, anh sẽ dẫn em lên rừng để hái trái cây, quá trời trái cây luôn á. Anh sẽ dẫn em ra bờ suối bắt cá cho em ăn nữa. Đi hái nấm nè, hái măng nè, rất là vui luôn á. Nhưng mà hái măng á là mình phải lấy ít ít thôi. Mỗi lần mà anh đi bắt ớt á, anh nhảy tới nhảy lui, hồi sau về nhà tôi ướt nhẹp luôn. Ủa, em dậy rồi đó hả? Em ngủ có ngon không? Em có sợ ma không vậy? Anh thấy em cũng lạ, không có nói gì hết đó, giống như câm, chuyện gì cũng gật đầu. Rồi, em làm thử đi. Em làm đi, làm thử đi, vui lắm á. Làm thử nè. Em nói đi. Ồ. Em làm được á, em làm đi, không có sao hết á. Ồ. Ừ, đúng rồi đó, to nữa. Em cúi sát xuống nữa, rồi hét to nữa. Ồ. Đúng rồi đó. Ồ. A. Ồ. A. Ồ. À, anh sẽ dạy một bài hát. Lộn cầu vồng, nước sông đang chảy, thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lớn. Em hát thử theo anh nè. Nè, lộn cầu vồng. Em làm đi. Lộn cầu vồng, cái sông đang chảy. Đúng rồi đó. Thằng bé lên 7, con bé lên 3. Đúng rồi, em giỏi quá à. Đôi ta cùng lớn. Đúng rồi đó, hát lần nữa nha. Dạ. Nè. Lộn cầu vồng, nước sông đang chảy, thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lớn. Đúng rồi đó. Em nói được rồi đó, em nói được nhiều quá trời luôn á. U A, ta nói được rồi. Ủa mà anh ơi, cái hình con chim trên cái lu này là con chim gì vậy? À, cái này là hình hoa văn chim đại bàng đó em. À. Vì hồi xưa gia đình anh, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm á, đều làm nghề săn bắt chim, huấn luyện đại bàng á, cho nên là lu hũ chén dĩa trong nhà cái nào cũng có hình đại bàng hết á, như cái lu này nè. Nhưng mà tới đời cha anh với lại cậu của anh, hai người
hai người mất sớm nên không có duy trì được cái nghề này. Anh kể chuyện buồn quá à, làm em cũng buồn theo luôn. Anh đừng có buồn nữa. Em còn cảm ơn anh á, là vì anh đã cứu em ra khỏi khu rừng này nè. Còn cho em ăn, lo cho em ngủ nữa. Em rất là biết ơn anh luôn á. Nhưng mà em là con gái nhà ai vậy? Ở đâu mà sao là lạc vào trong rừng này? Anh muốn biết á là để đưa em về với cha mẹ em nữa. Em á hả? Nhà em là ở trong cung điện á. Em đừng có giỡn với anh nha. Ý em nói em là công chúa đó hả? Ừ, đúng rồi. Sao anh biết hay quá vậy? Em là công chúa Ngọc Minh, con của vua Rồng á. Hạ thần hèn mọn, hạ thần không biết trước mắt mình là công chúa Rồng. Xin công chúa tha tội. Thôi, anh đứng dậy đi. Anh đừng có làm vậy mà. Tụi mình là bạn á. Tại đó giờ em đâu có bạn để trò chuyện đâu. Nhờ anh á mà em mới nói được, lại còn nhớ nữa. Cho nên là em cảm ơn anh nhiều lắm luôn á. Công chúa đừng có cảm ơn tiện nhân nhiều như vậy. Tiện nhân nhà nghèo, không có chỗ lớn để đựng. Thưa công chúa, thần sẽ tình nguyện đưa công chúa về hoàng cung. Hoàng cung của vua Rồng cách đây không xa. Thần mỗi lần đi săn bắt là có hay đi ngang qua đó. Nên là bây giờ mình phải đi ngay thôi. Không là cha mẹ của công chúa lo lắng lắm luôn á. Công chúa sao vậy? Mẹ em mất rồi. Em chỉ còn cha thôi. Mà cha em không có thương em. Ta thật có lỗi với con, công chúa. Nếu ta không hà khắc, lạnh nhạt với con, thì đâu có cớ sự như ngày hôm nay. Ta thấy mình thật hối hận. Con đang ở đâu? Hãy mau về với Trọng. Ta hứa sẽ yêu thương con gái của Trọng. Buông tâu hoàng thượng. Có chuyện gì vậy? Công chúa đã hồi cung. Hả? Công chúa đã về à? Cho nó vào. Dạ. Cha. Cha ơi. Con. Cha ơi, con nhớ cha lắm. Con đã nói được rồi hả? Dạ, con nói được rồi cha. Vậy thì tốt quá rồi. Cha xin lỗi con. Cha đã lạnh nhạt với con, làm cho con bị tổn thương. Nhưng từ nay cha hứa, cha sẽ yêu thương con thật nhiều, để bù đắp lại cho con. Con tha lỗi cho cha nghe con. Con. Dạ, dạ thưa công chúa, em mời công chúa dùng cơm ạ. Dạ thưa công chúa, hoàng thượng sai em dâng cơm cho công chúa, vậy mà công chúa không nhìn tới, thế nào hoàng thượng cũng la mắng. Công chúa có thể nói cho em biết được không, vì sao người không ăn không uống? Muôn tâu bệ hạ, công chúa... Thôi, ngươi ra ngoài đi. Dạ. Sao con không ăn uống gì hết vậy? Con biết ơn cha, vì cha đã chiều theo ý của con, mặc cho thiên hạ dèm pha vì điều kiện con đưa ra kỳ lạ. Nhưng đã mấy ngày nay, chàng trai mà con muốn tìm vẫn chưa thấy đến. Cha biết con là người trọng tình nghĩa, muốn tìm ân nhân ngày trước để trả ơn. Và cha tin đó là một chàng trai tốt, xứng đáng làm phò mã. Nhưng đã 10 năm trôi qua, không biết chàng trai đó có lưu lạc nơi xa xôi này hay không nữa. Lúc đó con còn nhỏ, nên con không nhớ đường đến nhà chàng. Con cũng không biết tên chàng là gì. Những gì con biết về chàng, con đã kể cho cha nghe hết rồi. Con chỉ sợ chàng mồ côi, sống một mình trong rừng sâu, nên không biết tin gì hết. Chứ nếu như mà
Nghe tin con tìm chàng trai có cái lưu thần, con tin là chàng sẽ hiểu, là con muốn tìm chàng. Con tin là chàng sẽ đến. Ta đã truyền lệnh khắp thiên hạ, từ đất liền tới hải đảo, cả các nước láng giềng. Hey, ai mang chiếc lưu thần tới hội thi mà con đồng ý thì người đó sẽ được làm phò mã. Cha tin chàng trai và cái lưu có hình con chim đại bàng sẽ đến. Dạ. Giờ này mà còn ngủ được hay sao hả? Trời đất ơi, con đang ngủ cha không thấy làm sao còn hỏi. Trả lời với cha như vậy hả? Con lớn từng tuổi này mà còn lười biếng, ham ăn ham ngủ, không chịu làm gì cả. Hồi sáng ta đi dạy vẫn còn nằm ngủ, bây giờ ta đi dạy xong đi về vẫn còn nằm ngủ là sao? Nè, ngồi dậy. Ngủ đủ chưa? Đi vô là cơm nước. Trời ơi, xíu Trung về nó nấu, nãy giờ còn cũng đói muốn chết rồi nè. Chí Trung nó siêng năng, nó học giỏi bao nhiêu thì con lại lười biếng ỷ lại bấy nhiêu. Cha thiệt rất là xấu hổ, tức chết đi được khi có một đứa con như con. Bây giờ tao nói bằng lời không nghe, ta sẽ dạy bằng roi. Thầy Tư ơi, có nhà không? Qua nhà tôi chút đi. Tôi đây. Chú về trước đi, tôi qua liền. Cha qua bên nhà hàng xóm nghe. Về mà vẫn còn nằm ngủ, cha cho mấy roi đó. Lẽ nào lại có một sự trùng hợp lạ kỳ như vậy? Cáo thị gián khắp nơi, công chúa kén chồng, có chiếc lưu thần kỳ. Lẽ nào công chúa lại tìm mình? Cái lưu thì đúng là mình rồi. Và công chúa cũng đã từng chơi đùa với nó ở ngay sân nhà mình. Nhưng mà chuyện xảy ra cũng đã hơn 10 năm trôi qua. Biết có phải công chúa nhớ tới mình mà đi tìm hay không? Nè đệ, đệ tâm sự cái gì mà thất nghe chữ được chữ mất vậy? Nè, bây giờ đệ nghe ta nói nè, đệ kể tường tận cho ta nghe, rồi ta chỉ đường đi nước bước cho. Ở ngoài chợ, nhà vua chưa dán cáo thị, huynh có đọc hay không? Ta ngủ từ sáng tới giờ còn chưa mở mắt nữa. Mà cáo thị chuyện gì, đệ nói đi, ta khỏi phải ra ngoài coi. Huynh biết không, ngày xưa đệ và công chúa đã từng gặp nhau, giống như đã gặp nhau từ kiếp trước vậy đó. Và cũng nhờ đệ mà công chúa chịu nói. Sau bao nhiêu năm, bây giờ đệ có cảm giác như công chúa muốn tìm lại đệ. Đệ đi ngoài đường, đệ thấy người ta dán cáo thị, tìm một người giống như đệ ngày xưa vậy, người có một cái lưu thần kỳ. Lẽ nào công chúa đang tìm đệ? Đệ không tin chuyện đó đâu. Đệ nói thật không? Đệ cứu công chúa hả? Đệ nói thật mà huynh. Nhờ có cái lưu mà công chúa nó lại được đó. Công chúa nó được chừng đó đó. Đệ là một kẻ nghèo hèn, làm sao xứng với công chúa chứ? Có đúng không huynh? Ta nghĩ chắc có sự trùng hợp thôi, chứ công chúa không có tìm em đâu. Với lại công chúa là lá ngọc cành vàng, biết bao nhiêu dương tôn công tử muốn cưới nàng làm vợ. Hà cớ gì nhà vua phải cho dán cáo thị
để kiếm một kẻ nghèo hèn làm rể chứ. Để con nghĩ như huynh vậy đó. Chắc là không phải công chúa tìm đệ đâu. Thôi, đệ vào trong chép sách đây. Nhưng mà cái lu có hình con chim đại bàng, nó còn ở nhà của đệ hay không? Còn chứ, nó vẫn còn ở sau nhà đệ. Mà huynh hỏi để làm gì? Tại huynh thấy câu chuyện của đệ nó ly kỳ quá, cho nên ta hỏi để biết đó mà. Vậy thì tốt rồi. Dạ anh ba. Hôm nay tươi lắm này chị. Hôm nay có cá không chị? Bà con có nghe gì chưa? Chuyện gì? Trần Lâm được làm phò mã đó. Bữa trước vua cho gián cáo thị tìm phò mã có chiếc lưu thần, ai ngờ người đó lại là Trần Lâm. Bất ngờ vậy hả? Chúc mừng thầy, con thầy được làm phò mã. Dạ, tụi tôi chúc mừng thầy Tư có con được làm phò mã nghe. Sau này á thầy lên kinh thành được hưởng phước với con nghe. Chúc mừng thầy nha. Dạ, cảm ơn bà con. Cầu dòng nước sông đang chảy, thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lớp. Ta không ngờ Trần Lâm lại dám làm chuyện động trời như vậy, dám mạo danh con để gạt công chúa. Thằng này thật là bất nghĩa, thật là tức chết đi được. Cô không giận Trần Lâm, nhưng công chúa Ngọc Minh là một cô gái trong sáng, hiền lành, tốt bụng. Cô không thể để cho nàng hiểu lầm mà phải khổ cả đời như vậy. Cũng tại Trần Lâm đã lấy chiếc lu của con làm bằng chứng, cho nên Ngọc Minh mới tin tưởng như vậy. Bởi vì cái lu này có vẽ hình đại bàng, đó là của gia bảo, không phải ai cũng có được, nên công chúa tin lời của nó là cũng phải thôi. Bởi vậy con mới đàn ai nái. Vì con mà công chúa và nhà vua đã bị gạt. Nè, con nói vậy là có ý gì hả chứ Trung? Thầy ơi, con chỉ là đứa trẻ mồ côi, sống bơ vơ. Cũng may nhờ thầy thương tình đem về già dạy cho con chữ. Ơn thầy con không dám quên. Nhưng con xin thầy hãy cho con lên kinh thành thưa việc này cho rõ với công chúa. Bởi vì cô không muốn nàng ấy bị Trần Lâm lừa gạt. Và nhất là cô cảm thấy bất công với chính bản thân con nữa. Thầy cũng bất bình vì việc làm của Trần Lâm lắm.
Nhưng thầy xin con nghĩ lại. Con với Trần Lâm dù gì cũng như anh em trong một nhà mà. Nếu như con vạch mặt anh con thì thế nào? Nhà vua cũng sẽ xử trảm Trần Lâm vì tội phạm thượng ký quân. Thầy xin con, thầy biết Trần Lâm bất nghĩa với con, nhưng nếu con nói ra sự thật với công chúa thì Trần Lâm sẽ chết. Mà thầy chỉ có mình nó là con trai duy nhất. Nếu như Chí Trung, con hiểu ý thầy chứ, Chí Trung. Xin thầy đừng lo lắng nữa. Con hứa với thầy, con sẽ không để lộ ra chân tướng của huynh ấy đâu. Nhưng con xin phép thầy cho con được đi đâu đó vài ngày cho khuây khỏa có được không thầy? Chí Trung à, bao nhiêu lời bộc bạch của thầy như vậy á, con có giận thầy không? Dạ, con không giận thầy đâu. Thầy cảm ơn con. À mà nè, con định đi đâu vậy? Dạ, hiện tại trong lòng con cảm thấy không an. Con muốn đi đâu đó cho bình tâm trở lại. Thầy biết con vì thầy mà chấp nhận thua thiệt. Thầy rất biết ơn con. Thôi thì con cứ đi đi. Đi để mà khuây khỏa. Dạ, con đa tạ thầy. Trần Lâm. Chàng có sao không? Thưa công chúa. Chàng có sao không? Sao tự dưng chàng thất thần như vậy? Ta không sao. Ta chỉ bị choáng một chút thôi. Vậy chúng ta hồi cung để cho chàng nghỉ ngơi. Mời công chúa. Tại sao nó lại lên kinh thành? Có khi nó muốn tố cáo mình hay không? Công chúa, nàng đến tìm ta có chuyện gì không? Thiếp qua thăm xem chàng đã khỏe hẳn chưa. Chứ lúc trên đường đi thiếp thấy chàng xanh xao lắm. Ta khỏe rồi, cảm ơn nàng, ta không sao cả. Hình như là chàng có chuyện gì lo lắng đúng không? Lộn cầu dòng, nước sông đang chảy. Thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lộn. Yến Ngân! Công chúa à, chỉ vì ta mệt mỏi, ta buồn và ta thấy nhớ nhà quá. Ta nhớ cha già, cho nên ta mới cư xử như vậy. Mà nàng vừa hát bài hát gì lạ vậy? Nàng có thể hát lại cho ta nghe hay không? Chàng vừa nói là chàng nhớ cha già hả? Sao mà thiếp không nghe chàng nhắc tới? Từ ngày về trong cung, ta bận học lễ nghi trong triều, rồi cùng nàng đi diễn kiến khắp nơi, cho nên ta chưa có thời gian để nói cho nàng biết. Sao chàng lại xa lạ với bài hát này chứ? Bài hát mà ngày trước chính chàng dạy mình mà. Mình còn nhớ chàng nói chàng mồ côi. Ngay cả thái độ của chàng cũng lạ quá. Công chúa, nàng đang suy nghĩ gì vậy? Chàng không khỏe nên hãy vào trong nghỉ ngơi.
Thiếp xin cáo từ. Công chúa à, ta không sao cả. Công chúa cứ ở lại đây chơi với ta một lát. Thiếp xin cáo lui, để cho chàng được nghỉ ngơi. Có lẽ công chúa đã có ý nghi ngờ, không loại trừ chuyện nàng gặp được Chí Trung thì mọi chuyện sẽ bị bại. Ta phải diệt trừ hậu quả mới được. Trần Lâm, huynh còn tới đây làm gì nữa? Ta đến đây để tìm đệ đó. Huynh tới đây tìm đệ để làm gì nữa? Đệ đã thấy được bộ mặt xảo quyệt của huynh. Huynh dám lợi dụng lòng tin của đệ, huynh mạo danh đệ để trục lợi cho bản thân của mình, và dám lừa gạt cả nhà vua và công chúa nữa. Chỉ Trung à, đệ nói quá lời rồi đó. Đệ không quá lời. Nếu không nghĩ tới thầy, đệ đã vạch mặt huynh với công chúa rồi. Trời đất ơi, đệ ơi, đệ hiểu lầm ta rồi. Ta làm tất cả những chuyện này là vì đệ đó. Ta lên kinh thành cũng là vì đệ. Ta vô gặp công chúa cũng là vì đệ. Cho nên á, bữa nay ta mới tới đây gặp đệ nè. Gặp để báo cho đệ một tin mừng. Tin mừng? Tin mừng gì chứ? Quynh nói là Quynh lên kinh thành vì đệ là sao? Ở đây huynh đệ mình nói chuyện không tiện, mình ra chỗ khác nói. Được. Ta mạo danh đệ giờ gặp công chúa, đệ giận ta lắm có phải không? Đúng vậy, tất nhiên là phải giận. Huynh đã mạo danh đệ, nhưng mà huynh nói là đệ hiểu lầm huynh. Là sao? Huynh nói rõ đi. Ta xin thề với đệ, ta không có làm gì xấu cả. Đệ hiểu lầm ta rồi. Ta lấy kế này để xem công chúa Ngọc Minh có thật lòng tìm đệ không. Biết là thật rồi, ta mới chạy về cho đệ hay. Không ngờ lại gặp đệ trên kinh thành. Huynh nói vậy là sao? Đệ không hiểu. Khi biết công chúa thật sự muốn tìm đệ làm phò mã, ta đã nói thật cho công chúa biết. Người công chúa muốn tìm chính là em. Ta đây chỉ là huynh của đệ mà thôi. Công chúa rất là vui mừng, bảo ta đi tìm đệ, dẫn đệ vào cung. Công chúa đang chờ. Thật vậy à? Đệ xin lỗi vì đã hiểu lầm huynh. Huynh tốt với đệ như vậy mà đệ lại không biết. Không sao, chúng ta là huynh đệ mà, đúng không? Vậy là xong, không còn ai có thể đe dọa anh ta. Dạ thưa công chúa, phò mã xin ý kiến ạ. Cho chàng ta vào. Thưa dân. Công chúa, công chúa, ta nghe nói
nàng muốn dời ngày thành hôn. Tại sao vậy? Lộn cầu dòng, nước sông đang chảy. Thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lớn. Lộn cầu dòng. Tại sao? Tại sao nàng cứ hát bài hát này hoài vậy? Bài hát này có gì hay ho đâu. Ta hỏi nàng tại sao nàng không trả lời. Tại sao nàng lại dời ngày thành hôn? Thiếp muốn dời ngày thành hôn vì có lý do. Nhưng bây giờ thiếp phải vào cung bái kiến vua cha. Khi nào về thiếp sẽ báo cho chàng biết. Lý do gì nàng có thể nói cho ta biết được không? Thanh Mai. Dạ. Dạ xin mời phò mã. Công chúa à, sao em thấy phò mã nóng tính quá à? Em vào cung thưa với cha của ta là ta có việc phải ra khỏi cung một thời gian. Ta sẽ trở về sớm. Nói cha ta đừng lo lắng mà cho người đi tìm. Thưa dân, nhưng công chúa định đi đâu vậy? Em đi nhanh rồi về thu xếp hành trang đi với ta. Thưa dân. Ông. Dạ xin chào bà. Ủa, giờ này mà mấy đứa còn đi đâu vậy? Dạ. Thôi thôi thôi, đi vô nhà đại đi. Ở ngoài lạnh lắm. Vô rồi dạ. Có gì dạ. Nói sao cũng được mà con. À, cái chàng trai này á là ông nhà tôi mới cứu hồi chiều hôm qua đó. Mới cứu được là sao hả bà? À, chuyện còn dài lắm. Bây giờ cô với cháu ngồi đây đi, rồi bà nói chuyện với cháu dạ. Nghe sau nha. Dạ. Hai cháu vô đây ngồi đi. Bà ơi, bà vô nhà lấy thêm hai cái chén hai đôi đũa ra đây. Ừ, được rồi, để tôi đi lấy. Để ông kể cho nghe. Chuyện làng gì nè. Hồi chiều hôm qua, ông có ra bờ sông để câu cá. Ông mới nhìn thấy một chàng trai bị vướng vào trong đám lục bình. Thấy chàng trai còn sống nên tôi mới cõng về nhà cứu mạng đó chứ. Ông nhà tôi á, trước kia là thầy thuốc, cho nên là cũng đã chăm sóc vết thương và cho cậu ấy uống thuốc rồi. Ôi tội nghiệp cho cậu ấy quá. Cái mặt với cái tướng hiền lành như vậy đó, mà không biết là đắc tội với ai mà bị người ta hãm hại đến nông nổi như vậy nữa. Sao người này lại thấy quen quen? Hình như là đã gặp ở đâu rồi á. Tội nghiệp, đi đâu mà bị người ta hại vậy không biết nữa. Thôi cũng tối rồi, ăn cơm với già này đi. Ở nhà này đơn chiếc lắm. Bây giờ có mấy cháu như vậy ăn cũng vui nha. Dạ. Dạ. Hai cháu quê ở đâu? Có chuyện chi mà đi ngang qua cái làng quan vắng này vậy? Dạ, dạ thưa ông bà, hai cháu từ xa tới vì có việc đi tìm bà con. Nhưng mà lỡ đường trời tối quá nên hai cháu ghé vào xin ông bà để tá túc sớm mai khởi hành. Dạ rất mong ông bà cho phép. Tội nghiệp chưa? Như vậy là vẫn chưa tìm thấy được người thân chứ gì. Vậy hai cháu cứ ở lại đây đi, rồi từ từ đi tìm cũng được. Thôi. Dạ. Ăn đi hai cháu, khuya rồi. Dạ. Dạ. Dạ con mời ông bà. Ừ, ăn đi cháu. Dạ, ăn đi cháu. Xin mời ông bà. Dạ mời tỷ. Ông ơi, cái tay của người này qua ảnh đã cử động rồi kìa. Vậy sao? Dạ. Chắc là nhờ có con phụ ông lo cho nó đó. Chứ
Hổm gài á, cậu ấy cứ nhắm mắt nằm im re hả? Hy vọng là còn cứu được. Coi vậy chứ ông cũng lo. Nhưng mà đừng có cho bà già biết. Để ông cháu mình lo. Chứ bà già bả lo, tội nghiệp bả lắm. Để sáng mai á, ông đi lên núi hái thêm một mớ lá thuốc. Con ở nhà giúp ông bà chăm sóc người này nha. Hình như mình có gặp người này. Gặp ảnh ở đâu rồi không nhớ nữa. Chàng trai này bị thương nặng mà ông bà lại lớn tuổi. Như vậy sẽ bất tiện lắm. Xin ông bà cho phép hai chị em con ở lại đây để phụ giúp ông bà. Nghe con nói, ông mừng quá. Thiệt tình á, phải canh chừng chàng trai này. Ông không thể nào ra ngoài kiếm tiền được. Ông cảm ơn chị em con nghe. Anh tỉnh rồi hả? Tôi đang ở đâu vậy? Tôi còn sống hay đã chết? Còn sống, còn thở, còn nói, chưa chết. Tôi nhớ là tôi đã chết rồi mà. Con người liền tôi xuống sông. Rồi ai cứu tôi vậy? Tôi đang ở đâu đây? Nằm im, tôi đút thuốc cho uống. Anh xém chết. Nhờ có ông già đi câu cá ở bờ sông. Thấy như vậy, cổng về, cứu cho sống. Cảm ơn đi. Thì ra là vậy hả? Cảm ơn. Cảm ơn ông già. Không phải cảm ơn đây. Dạ, cảm ơn ông già. Cảm ơn ở đây nữa. Đây là ai vậy? Sao ở đây? Ở xa, đi tìm người bà con, nghe nói ở làng này. Nhưng đi lạc đường, được ông bà già cho ăn cơm với lại ở nhờ. Hình như mình có gặp người này ở đâu rồi á. Dạ bẩm hoàng thượng, công chúa đã đi mấy ngày nay, không có tin tức gì nhắn về ạ. Đứng dậy đi. Lúc đi công chúa chỉ nói muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, chứ không nói rõ là đi đâu. Không biết có chuyện gì xảy ra với con ta nữa. Bà Khanh đã hỏi Trần Lâm chưa? Dạ thưa hoàng thượng, thần có hỏi phò mã, nhưng phò mã cũng bất ngờ vì công chúa đi không nói gì cả. Thần thấy phò mã có ý hoang mang lắm. Con gái ta thường ngày nhút nhát, vậy mà đường đột đi khỏi hoàng cung mấy ngày nay không có tin tức. Không biết có chuyện gì xảy ra hay không nữa. Khanh mau cho quân lính chia ra đi tìm khắp nơi cho ta. Dạ thưa dân, thần nghĩ có nàng hầu đi theo công chúa, chắc công chúa sẽ bình an trở về. Xin hoàng thượng đừng lo lắng. Ta cũng mong con gái ta bình an trở về. Chí Trung khỏe lại nhanh chóng. Vì mang ơn ông bà đã cứu mạng mình, chàng quyết định nhận ông bà lão là cha mẹ nuôi, nguyện phụng dưỡng ông bà đến trọn đời. Ông bà đã già rồi, không có con cái gì, sống hoài như vậy thì cũng buồn. Bữa nay á, trời cho có đứa con trai đẹp, nó vừa hiền lành, tử tế như vậy
còn muốn gì hơn nữa? Con đứng lên đi. Cha mẹ nhận con làm con trai có vui không? Dạ. Bà cũng vui phải không bà? Dạ vui lắm. Dạ không tin là đã có một thằng con trai. Ý bà ơi, sao bà lại nói là dạ vui quá? Bà phải nói là mẹ vui quá mới đúng phải không bà? Đúng. Mẹ vui quá. Thật là vui mừng quá. Để cha ra sông đi bắt ít cá, về làm vài món ngon ngon để chúng ta ăn mừng. Dạ, để con đi với cha. Thôi, con cứ ở nhà lo đi gánh nước, đầy mấy cái lu đi. Con là con trai, mọi chuyện nặng nhọc ở trong nhà từ nay con phải gánh vác đó. Dạ. Con. Lộn cầu vòng, nước sông đang chảy. Thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lớn. Lộn cầu vòng, nước sông đang chảy. Thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lớn. Thằng bé lên 7, con bé lên. Thằng bé lên 7, đôi ta cùng lớn. Nàng là công chúa Ngọc Minh sao? Còn chàng chính là ân nhân năm xưa mà em đi tìm bấy lâu đúng không? Phải, chính là ta đây. Bấy lâu nay em đã cho gián cáo thị và loan truyền khắp chốn dân gian để tìm chàng. Sao chàng không tới? Sao lại có một gã tên Trần Lâm mạo nhận cùng với cái lu có hình con đại bàng khiến em ngộ nhận? Sự thể ra sao chàng hãy nói cho em rõ đi. Trần Lâm chính là con trai của thầy ta. Thầy cũng là người nuôi dưỡng đùm bọc ta từ nhỏ. Ta mang ơn thầy nhiều lắm. Khi biết Trần Lâm lén mang cái lu tới kinh thành để hưởng giàu sang phú quý, Ta đã định dịch dần cho rõ chân tướng giả mạo. Nhưng mà vì chữ ơn chữ nghĩa đối với thầy, cho nên ta đành phải ngậm tâm, mặc cho Trần Lâm tắc quay tắc quái. Chúng ta là huynh đệ mà đúng không? Đã trải qua giây phút thập tử nhất sinh vì em. Tên Trần Lâm kia quá tham lam và độc ác. Xin nàng hãy tha thứ cho huynh ta. Vì thầy của ta là cha của Trần Lâm, thầy đã cưu mang dạy dỗ ta từ nhỏ, ta không bao giờ quên ơn của thầy được.
Hoàng thượng vạn quý, vạn quý, vạn vạn quý. Trẫm miễn lễ, các khanh cứ bình thân. Đội ơn hoàng thượng. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ta sẽ cử hành hôn lễ cho con gái ta, là công chúa Ngọc Minh. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, các con hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Tất cả im lặng, nghe hoàng thượng ban thánh chỉ. Các khanh nghe đây, người đứng bên công chúa Ngọc Minh hôm nay là phò mã Chí Trung, mới chính là cậu bé năm xưa đã cứu con gái ta. Chính chàng trai này là chủ nhân chiếc lu có hình con chim đại bàng, và dạy cho công chúa hát bài đồng dao, làm cho công chúa biết nói trở lại. Trần Lâm, quỳ xuống. Quỳ xuống. Tên Trần Lâm là một kẻ gian xảo, dám mạo danh Chí Trung hiền lành. Chưa hết, chỉ vì tham lam ích kỷ mà ngươi còn nhẫn tâm tàn độc, đã ra tay sát hại Chí Trung, nên Trần Lâm bị trừng trị lưu đày biệt xứ. Hoàng thượng, quan cho thần quá. Con xin bệ hạ tha tội cho Trần Lâm. Dù gì huynh ấy cũng là con của thầy con, là người ơn của con. Thưa bệ hạ, lòng tốt và sự nhân hậu của Chí Trung đã làm cho ta xúc động, nhưng không thể tha thứ cho kẻ ác tâm giết người. Mai là Ngọc Minh tìm được con, và con được ông bà kia cứu sống. Nếu không thì con đã chết dưới tay của hắn rồi. Ta ra lệnh đưa Trần Lâm đi xa, để lưu đày biệt xứ, làm gương cho mọi người. Có như vậy mới công bằng cho đất nước, cho mọi người. Lính đâu? Dạ. Hoàng thượng, xin hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng, xin hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng, hoàng thượng tha tội. Ngọc Minh, con qua đây. Dạ. Từ đây về sau, chúng con hãy yêu thương nhau và hãy sống hạnh phúc bên nhau. Cha rất mừng có được đứa con rể như con. Cha chúc hai con sống thật hạnh phúc.
Anh có nhớ em không? Anh nhớ chứ, em nhớ anh không? Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà cha không có cho em ra gặp anh. Cha họ cho người canh chừng em suốt ngày đêm luôn, không có cho em đi đâu hết trơn á. Em phải tìm cách mãi mới trốn được ra đây đó. Anh đừng có lo mà. Em sẽ cố gắng thuyết phục cha đồng ý hai tụi mình mà. Nha, chờ em nha. Chờ em nha. Ngáy ò của em. Chờ em nha. Ngáy ò. Dò. Gẹo em hả? Em đi đâu gẹo? Coi em. Ôi. Anh ơi. Ôi, em giận anh luôn. À, được. Xin lỗi được chưa? Rồi làm gì mà ông căng thẳng dữ vậy? Tôi đâu có cấm yêu đương. Chứ tôi hỏi bà nè, trong cái làng này nè, bộ hết thằng giàu có học giỏi rồi hay sao? Đến đi thương một thằng á nghèo rớt mồng tơi, một chữ bể đôi không biết. Bà có biết ngu lắm không? Thì nó ngu giống tôi vậy đó. Nếu tôi không nhất quyết đời sống rồi chết á thì cha tôi đâu có cho tôi cưới ông. Làm gì ông có cơ hội vô làm rể nhà này chứ? Bà này, nhưng mà cái chuyện đó khác. Khác cái gì? Lan! Lan Hòa Biểu! Lan đâu? Lan! Dạ. Lan Biểu! Con đây nè cha. Trả lời cho cha chứ. Hồi trưa này con đi đâu? Gặp ai? Hả? Gặp ai? Dạ con... Nói! Gặp con... ai? Con... Nói! Dạ gặp anh Trung. Trung. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Tao cấm. Không được gặp thằng đó. Tại sao con dám chạy cha? Ông à, từ từ, con nó đang sợ kia kìa. Từ từ cái gì? Bà muốn lấy một thằng á nghèo rớt bằng tơi để tự hủy hoại cuộc đời đó hả? Cha, tuy anh Trung nhà nghèo nhưng mà anh ấy tốt lắm cha. Tốt cái gì? Tốt có giàu có được không? Nếu giàu có được á thì đâu suốt ngày á cày sâu cuốc bẩn mày ruộng vậy. Thân nó nuôi chưa xong làm sao nuôi được con chứ? Con nói rồi, cha không cho con lấy anh Trung, con không có lấy ai nữa đâu. Nên không có lấy thằng Trung nữa hết á. Kể từ hôm nay cha cấm không được gặp thằng đó nữa, hiểu chưa? Cha, mày cha. Cãi cha, mày cãi không? Ông chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Sao vậy? Hả? Yêu tin đâu? Hả? Yêu tin đâu? Nó đâu rồi? Có sao không? Có sao không vậy? Đâu? Yêu tin đâu? Yêu tin hả? Yêu tin? Trời ơi! Yêu tin đâu? Yêu tin ở đâu? Ai là hai người của nhà mình đi? Bà có sao không? Bà ơi tỉnh dậy đi bà ơi. Con ơi, ai cứu giùm con tôi. Có ai cứu con tôi không? Trời ơi, con ơi, con. Anh hai. Chuyện gì vậy? Sao giờ này còn ở đây nữa? Mày hỏi ngộ. Đi làm thuê giờ nó ở đây ở đâu? Bộ anh hai không hay chuyện gì hết hả? Chuyện gì mày nói lại đi, vòng vòng quá mệt. Anh hai dừng tay lại nghe em nói nè. Chuyện gì nói đi. Điệp Hòa, yêu tình là vào làng mình đó anh hai. Yêu tình là vào làng nữa hả? Đây lần thứ 3 trong tháng nó vô làng, nó phá hoại, bắt bớ, giết người, cứ làm riết vậy mà ai mà chịu nổi. Mà nè, Điệp Hòa nó vô nhà ai vậy? Nhà ông Phú Hộ. Nhà ông Phú Hộ.
Rồi có ai bị sao không? Lan có bị gì không? Nghe bà con đồn á, gia đình nhà ông Phú Hộ lớp thì bị thương, lớp thì chết. Chị Lan. Lan sao? Mày nói đi. Lan bị yêu tinh bắt rồi. Lan bị yêu tinh bắt. Còn đứa đó làm cái gì nữa? Chạy nhanh qua nhà ông Phú Hộ đi. Bà tỉnh lên đi bà. Bà đừng chết bỏ tôi rồi bà. Ông Bá Hồ có chuyện gì? Bà Bá Hồ, ông Bá Hồ, chuyện như thế nào? Nó bị yêu tinh bắt đi rồi. Nhất định tôi sẽ cứu Lan về. Mọi người, tôi nhất định sẽ giết được con yêu tinh và cứu Lan trở về đây. Khoan đã, vợ tôi bây giờ đã mất rồi, tôi chỉ còn một mình con Lan là người thân duy nhất. Tôi hứa nếu ai cứu được trở về, tôi sẽ gả cho người đó lấy làm vợ. Ông Bá Hộ cứ yên tâm, Lan là người tôi yêu thương nhất trên đời. Cho dù không lấy cô ấy được làm vợ, tôi vẫn muốn nhìn thấy cô ấy sống khỏe mạnh. Nam, theo anh. Cảm ơn cậu. Cho tôi thế giới. Tôi được rồi, mọi người cứ là chăm sóc dân làng đi. Nam, theo anh. Ta đừng chết đi. Đừng nghỉ ngơi chút xíu đi, mệt muốn chết. Đi cái gì từ sáng tới giờ? Nè, anh hai, uống miếng đi. Rừng núi rộng lớn vậy, biết đi đâu mà tìm tên yêu quái đó. Em nghĩ mình đi lạc rồi đó. Anh nghĩ là mình đang đi đúng hướng đó. Làm sao anh hai biết được? Thì nghe cho bà con kể, con yêu tinh rất là bự, với lại đang bắt cóc Lan nữa. Chắc chắn trên đường đi nó sẽ để lại dấu vết. Và anh để ý trên đường đi rất nhiều cành cây gãy, chứ là em nhìn thấy đi, những dấu chân nữa. Mình đi theo hướng nó chắc chắn là đúng rồi. Trước sau gì mình gặp nó thôi. Ừ. Thôi, đi cho kịp. Mà khoan đã. Gì nữa? Cũng phải kiếm cái gì nhét vô bụng trước chứ. Hey, đằng kia có bụi cây dại kìa, lại hái ăn. Anh hai. Ngon lắm, hái ăn đi. Tưởng vô trong rừng này là chết đói rồi đó. Hên sao
có mấy trái này để ăn lót dạ. Nói chung là ngon thiệt. Ủa anh hai, trên đời này mình có hai ông mặt trời hả ta? Làm gì có một thôi. Bậy, có hai ông mặt trời. Vậy anh hai không tin đúng không? Nhìn nè, đó, một ông mặt trời đúng không? Đúng rồi. Ông mặt trời thứ hai nè, nhìn. Ủa, cái gì mà sáng dữ vậy ta? Để em leo lên kìa. Thôi bỏ đi, lên. Giữ cho anh hai. Anh hai, cẩn thận nha. Là cái trống em ơi. Hả? Cái trống. Quăng xuống đây, quăng xuống đây. Cẩn thận nha anh hai, mỗi gì té. Giữ lấy nè. Trống thì lạ vậy ta, tại sao lại có hai cái dùi, một xanh một đỏ? Anh hai, nó nghe. Gì? Em khẳng định với anh hai đây là cái trống thật. Sao em biết? Hỏi vậy là thấy là kỳ. Quên lời ba má dặn hả? Cái gì phát sáng đều là thần hết. Cái trống này phát sáng là trống thần. Nó bậy đi. Mà tại sao giữa rừng thiên nước độc như vậy lại có cái trống nằm trên đó lại còn phát sáng nữa chứ? Không tin thì thử đi, thắc mắc chi cho mệt nè. Bây giờ em với anh hai cùng nhau đánh vô, nếu như có phép màu xảy ra đích thị đây là trống thần. Một, hai, ba. Dừng lại. Ông là ai vậy? To gan, hai người là ai mà tại sao dám phá trống người ta? Dạ không có. Dạ xin ông bớt giận, tại vì tụi con đang đi, cái tụi con thấy cái vật gì nó phát sáng, cái tụi con tò mò, cái con leo đi, con lấy xuống, ai ngờ cái trống này, chứ tụi con không có ý mạo phạm đâu. Ông ơi, nếu ông có tức giận, ông muốn trừng phạt á, thì ông cứ trừng phạt con đi. Tại con là người xuống anh hai, con lấy cái trống đó xuống á. Mày, dạ có phạt con nè, tại con leo đi con lấy xuống mà. Không phạt con xúi ảnh mà. Dạ phạt con nè, tại con leo xuống. Thôi được anh lấy. Rồi. Đây, dạ. Để. Ông ơi, con trả lại cho ông. Dạ. Nhưng mà ông cho con hỏi một câu nha. Người cứ hỏi. Không phải ma không? Không được hỗn láo. Ta là thần trống. Thần trống? Đó, em nói đâu có sai, thần mà. Hai người lại tại sao vào đây phá trống của ta? Dạ, chuyện là như vậy. Không hiểu sao dạo gần đây trong làng con xuất hiện một tên yêu tinh. Hắn mỗi lần xuất hiện là giết người, cướp bóc, thậm chí là bắt người yêu của anh hai con nữa. Bởi vậy con và anh hai con nhất quyết phải vào rừng sâu này để tìm cho bằng được tên yêu tinh đó, để giết, trừ gian diệt bạo, sau đó là cứu người yêu của anh. Thì ra hai người vào tận rừng sâu là định cứu người. Dạ. Thôi được, vậy thì ta sẽ cho hai người mượn cái trống này. Hả? Vậy là cái trống này có công dụng gì thưa thần? Cái trống này thì chỉ vào người nào cầm dùi màu xanh đánh vào trống thì sẽ làm cho người sống chết đi. Cầm dùi đỏ đánh vào trống sẽ làm cho người chết sống lại. Sau khi tiêu diệt con yêu tinh xong, hãy mang trống này về trả lại cho ta, nhớ chưa? Dạ. Vậy là cứu được chị Lan rồi. Dạ. Con đợi ông thật. Con đợi ông thật. Ủa? Đi mất tiêu rồi. Cháu là thần, ông biến rồi đó. Đi cứu người, đi. Đi hướng nào bây giờ anh hai? Cứu này, đi.
này tiếng gì không? Hình như là tiếng thở. Sai rồi. Tiếng trống. Gì tiếng trống ở đây? Trong bụng. Đói bụng chết. Nữa? Mới ăn xong vậy đói bụng hả? Thì tại đi được sáng tới giờ ăn có mấy trái rau rừng. Mày ham ăn quá. Nè, không phải tiếng trống, hình như tiếng của người con gái đang khóc. À, thiệt vậy không? Có khi nào là chị Lan khóc không? Không phải. Tiếng này không phải tiếng của chị Lan. Em hiểu rồi. Là tiếng khóc của tên yêu tinh. Mà tên yêu tinh là nữ. Đi quá. Nó bậy bạ. Vậy là chúng ta sắp tới miệng hang rồi đó. Sắp tới chỗ yêu tinh rồi. Hiểu chưa? Đi kiếm đi. Khoan. Em ngửi thấy một cái mùi nó lạ lắm. Mùi gì? Mùi gì? Nói anh hai đừng có sợ nha. Mùi xác chết á. Mùi tanh tanh đúng không? Dạ chắc chắn chúng ta gần tới miệng hang rồi. Hay chỗ có yêu tinh nữa. Đi kiếm đi em. Anh hai. Đừng làm ồn. Con yêu tinh phát hiện được là mình chết chứ hả? Anh hai, cái hang này coi bộ sâu dữ lắm á. Sao em biết? Ừ, mày vậy mà có thông minh. Tùm. Cái gì tùm? Tiếng hòn đá rơi xuống nước kêu cái tùm. Mày xạo quá, tao nghe gì đâu. Nghe vậy là sâu lắm rồi đó. Ừ, sâu quá. Vậy bây giờ làm sao xuống đi ta? Giờ làm sao xuống đây ta? Anh hai, có cảnh, có cảnh. Này, bây giờ mình sẽ thả cọng dây thừng này xuống, hiểu không? Mình sẽ leo xuống, hiểu không? Hay. Nè, bây giờ anh sẽ đu xuống trước, em sẽ từ xuống sau, nghe chưa? Bảy, anh em đi với nhau, lớn lên cùng với nhau. Tự nhiên bây giờ anh đi vô chỗ chết, em đứng trên đây làm gì? Thì anh có nói là em đứng ở đây đâu. Anh nói anh xuống trước, em xuống sau mà. Nè, anh xuống, anh có chuyện gì em chạy về làng thông báo cho mọi người liền, hiểu chưa? Cẩn thận nha. Ôi. Được chưa anh hai ơi? Được rồi. Để tới em nha. Nè. Né ra. Em quăng cái trống xuống nha. Rồi. Hi. Hay quá, chụp được hả? Ừ. Phải nói nghe, giờ rảnh chụp cái này nè. Ê. Ôi, chết to. Né ra. Rồi. Em xuống nha. Rồi, xuống đi từ từ. Em có sao không? Em có sao không? Anh hai nè. Sao trong ngày tối quá anh hai? Nè, hình như anh nghe tiếng khóc ở hướng này. Đi theo anh. Đi. Bám sát anh nè. Em thấy tiếng khóc càng ngày càng lớn. Anh cũng nghe nữa. Em thấy có bóng người. Đâu? Chị Lan! Chị Lan! Lan! Em Lan. Nam nè! Anh Trung nè! Không phải Lan! Không phải Lan! Anh Trung ơi! Em đây nè anh Trung! Lan! Chị Lan bên kia! Lan! Em đây nè anh Trung! Lan! Em có sao không? Em có sao không? Em không sao á! Yêu tính làm gì em không? Không! Lỗi nha! Bên kia là chị Lan, chị còn đây là ai? Cô ấy tên là Hiền, cha mẹ của cô ấy bị ô tin giết hại, tội nghiệp lắm. Cô cứ yên tâm đi, ngày hôm nay cô gặp hai anh em thì tôi là may mắn lắm rồi, tôi sẽ giúp cô thoát ra. Bây giờ chúng ta phải tìm cách ra khỏi hang động này,
chứ không yêu tinh nó quay lại á thì nguy lắm. Đúng đó. Rồi nhanh lên đi, chúng ta đi. Lên ơi, trời đất ơi, tôi quay nhức đầu muốn chết nè. Nè nè, bây giờ em đưa hai cô gái lên miệng hang trước, anh ở lại chống chọi con yêu tinh này. Thôi anh hai, anh em mình sống chết có nhau, giàu sinh ra tử. Anh sống thì em sống, anh chết thì em chết. Không được, cách của em á là bốn người đều chết hết, chỉ mình anh hy sinh thôi, hiểu chưa? Xin. Bây giờ hai thằng bay, thằng nào lại bước lên cho ta ăn thịt trước. Chờ một chút xíu để ta tính kế. Anh hai bây giờ tính kế sao giờ? Bây giờ để em tên yêu tinh kia của ta, đừng nghĩ ta sợ nhà ngươi nha. Đừng nghĩ ta sợ nhà ngươi nha. Anh em chúng ta thay mặt cho dân làng tới đây để giết yêu tinh như nhà ngươi. Giết yêu tinh nhà ngươi? Hai anh em ta đã từng giết những tên yêu tinh còn xấu hơn nhà ngươi nữa. Xấu hơn nhà ngươi nữa? Cảm ơn cái gì? Cảm ơn. Sao cảm ơn? Vì ngày xưa tới giờ chỉ có tụi bay mới khen tao đẹp thôi. Không có gì. Nhưng mà chưa hết. Hả? Trước đây ta cũng đã từng lấy răng nanh của yêu tinh để làm cuốc làm sản. Xí. Gì? Tao không có răng nanh. Bây giờ phải làm sao? Để đó. Cái trống. Quay. Ta đã có trống thần trong tay. Trống thần trong tay. Đánh một cái là nhà ngươi sẽ chết. Có tin hay không? Không. Không tin hả? Kể nó đánh. Chết. 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 Phải chết vậy. Chết gì đó? Chết không chết đâu, chết là do em quên đã. Cây màu trống màu đỏ, ông thần nói là để cứu người. Cây màu xanh biến yêu quái. Xí, đứng im đó. Cõi đây. Chết. 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 Con yêu tinh chết rồi. Chết rồi, rồi. Nhanh lên. Mình ơi, chết bỏ tôi em. Mình ơi, tôi biết sống với ai đây. Cha. Con. Trời ơi con. Mẹ con mất rồi con ơi. Mẹ ơi. Dạ, ông bá hộ cứ yên tâm, con có cách cứu bà bá hộ. Cậu nói thật hả? Dạ. Nào, đưa trống cho anh. Cứu. Xong. Xong lại nè, em cứu mọi người đi. Mình ơi. Bà con ơi, tỉnh lại. Cảm ơn cậu. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Đã giữ đúng lời hứa. Con, tôi xin gả con gái tôi làm vợ cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thưa thần, nhờ có cái trống thần này mà chúng con đã tiêu diệt được tên yêu tinh, trừ họa cho dân làng. Như đã hứa, chúng con đã quay lại để trả lại cho thần cái trống này. Chắc nghe nghỉ luôn, đóng lên ở đâu?
Nó quê ở đâu biết không? Chỉ cho tôi đi. Tôi mà biết nó hả, tôi xé xé nó ra cho mà coi rồi nha. Buôn gian bán lận mà ghét dễ sợ vậy à. Thôi bình tĩnh đi chị, mua nhang vậy đốt không lâu đi. Muốn nội không hả? Cháu ơi, cứ bình tĩnh đi, thời bộ khó khăn mà buôn gian bán lận là chuyện thường thôi, nhưng mà không phải ai cũng vậy đâu. Chú nghĩ đi nè, sao không tức được chứ hả? Mỗi ngày tôi đều mua ra tới này nè, thành mối quen mới ruột rồi. Vậy mà hắn còn buôn gian bán lận tôi hết lần này tới lần khác. Tôi nói vậy mọi người có hiểu không? Hiểu chưa? Mọi người có hiểu tôi đang nói gì không? Nhưng bà con ơi, mình biết là buôn gian bán lận vậy á thì mình đừng có mua nó nữa. Nhưng mà chú nói cho con biết, mấy người mà buôn bán gian lận ấy sau này nó không có giàu đâu. Chị ơi, chị đừng có qua đũa cá nắm chị ơi. Ở đây tụi tôi buôn bán đàng hoàng chất phát lắm, chứ không phải giống như thằng bán rau đâu. Buôn bán lộn xộn như thế không? Giờ nó trốn luôn rồi đó. Bực bội quá à. Mấy mốt mà tôi không thèm ghé chợ này nữa đâu. Tôi đi chợ huyện tôi mua. Cô ơi, cô, ở đây ai cần thiếu có người chứ không phải ai cũng bán thiếu đâu cô ơi. Đúng rồi, đâu phải ai cũng bán thiếu đâu mà nói vậy. Thì sao hồi nãy có ta đây không nói. Cái ngon nè. Đúng rồi. Cải hả? Nhẹ quá vậy. Chú Bảy, công nhận nghe, chú Bảy gì già rồi, mặt khỏe ghê. Con gà 3kg mà chú Bảy cứ là nhẹ. Vậy? Gà này 3kg hả? Dạ. Mày giỡn rồi Bảy. Gà giờ mà 3kg, nhẹ hiệu mà 3kg. Con bán gà cho chú Bảy bao lâu rồi? Chú Bảy không tin vậy. 3kg. Mày không tin thấy không? Mày không tin để tao cân cho mày, cho mày thấy. À. Dạ đúng rồi chú Bảy, cân đi. 3kg rõ ràng là con cân 3kg. Để tao cân mày nói nhiều quá. Rồi mày móc cho dạ. Tao đây. Nghe kỹ nha. Bèn đỏ 1kg 2kg. Kỳ kỳ vậy chú Bảy. Kỳ cái gì? Con cân là 3kg. Giờ mày không tin phải không? Chú Bảy cân lại một lần nữa đi chú Bảy. Mày không tin mày cân đi. Chú nghĩ nha. Mày phải cầm về nè, thọt tay vô đây. Nè, đó 1kg 2, thấy không? Phải 1kg 2 không? Kỳ vậy trời. Rõ ràng là con cân ở nhà là 3kg. Ở nhà mày cân bằng cái gì? Thì con cân bằng tay. Bằng tay thì làm sao mà chính xác bằng cái cân, trời ơi. Chú Bảy, con nói cho Bảy nghe. Con bán gà lâu rồi. Con nuôi nó, con biết. Con cân bằng tay, con bỏ lên là con biết nó bao nhiêu ký à. Nhưng mà giờ cái cân nó nói 1kg 2 thì tao biết là 1kg 2. Còn mình, nếu mày không có tin thì thôi mày đem về đi. Kiếm chỗ nào 3kg đó bán cho ta. Chú Bảy kỳ quá. Con cân 3kg. Chú Bảy 1kg 2 con không có bán. Vậy cái ý mày muốn nói tao ăn gian phải không? Con không có nói mà con không có bán. Đi chỗ khác đi. Thằng bực mình. Anh mua gà không? Chắc thịt lắm á. Tao mua tao cúng ông nội nè hả? Không ấy ông lấy một gà về ông làm thịt đi. Rồi mua gian của tôi nè. Rồi tự ông cúng ông luôn đi. Mua gian tế tôi hả? Không. Mày mới là không. Chú Bảy. Đi chỗ khác kiếm chỗ nào 3kg rồi bán người ta. Để đây tôi buôn bán ông ơi. Còn bán một ký hai. Rồi bán cho rồi, nãy giờ mất công quá. Tôi đây. Mày sao mà. Mày đó tao mới mua chứ. Chứ khác là tao cho đi luôn rồi đó.
Mấy ngà ế nhớ mua nhang về cúng. Đập mày bây giờ. Chịu chịu. Biết là mua nhang về đúng không Long đi. Ủa? Trở lại chợ đầy nữa hả? Hết giận rồi hả? Cũng tính lên chợ huyện mà mua cọng rau con gà lên chợ huyện xa mỏi chân quá. Chú hiểu không? Hiểu cái này hiểu nè. Mua gà hả? Mua gà. Nuôi lúa. Thôi được rồi. Chú hiểu không? Giờ bán sao? Để cân đàng hoàng chứ. Cân đi. Ơi, buôn bán phải đầu ra đó. Ba ký hai giác thấy không? Ba ký hai đây này, có lẽ là ba ký rưỡi không ta? Đâu, thôi được rồi, ba ký hai được rồi. Ba ký hai hả? Nhiêu tiền? Thay vì 7.5 hào, nhưng mà cẩn thận. Bán để làm quen đấy, 7 hào thôi. 7 hào hả? Nè 7 hào nè, tôi trả chú nó, chú hiểu không? Rồi. Có tiền là hiểu liền. Rồi, chú nói nhiều quá à. Tôi đi về tôi nấu cơm cho chồng tôi ăn, tôi hiểu không? Làm gì cười quay vậy? Bà biết không, sớm mơ tôi mua con gà thôi. Một tôi lời 2 đầu bà. Đây gì, bà biết cái cân thiên ngân chứ gì? Cái cán cân nó trống phải không? Tôi đổ thiên ngân vô đó. Tôi muốn đầu nào nặng là nặng, đầu nào nhẹ là nhẹ. Như thế tôi mới lời được 2 đầu. Bà ơi bà. Cái điệu này nè, không phải chốc chứ. Vợ chồng mình phát tài quá. Trời, tôi không ngờ là chồng tôi giỏi thiệt là giỏi. Giỏi thiệt là giỏi. Nhưng mà tôi nói không nha, mai mốt á là mình á là buôn bán kiểu đó ha, mình để cho bà con người ta tin á là mình phải thề độc người ta mới tin. Ông thề nè, tôi nói cho mọi người biết nghe chưa, vợ chồng tôi hả mà buôn gan bán lận đó thì nửa sau này cái vợ chồng tôi hả là coi là tuyệt tôn tuyệt tử luôn. Thì nói vậy người ta mới tin mình mới buôn bán được chứ, chứ làm gì có chuyện đó. Hiểu không? Hiểu. Cứ dặn cho tôi đi. Bởi vì tôi lấy ông á, lúc trước tôi hối hận lắm. Nhưng mà bây giờ tôi hết hối hận rồi. Bà ơi bà. Ơi. Chính bây giờ tôi thấy bà đếm tiền tôi mới hối hận. Hối hận lấy tôi hả? Tại sao mình lại ở nhà này? Chứ lẽ ra ngoài đường mà ở à? Theo cái điệu này, cái đà này đó, vợ chồng mình sau này sẽ có cái nhà. Ý ông nói là vợ chồng mình xây nhà ngói ba gian chứ gì? Ơi, mạng sống của tôi, hơi thở của tôi, tương lai của đời tôi, ôi, hạnh phúc của tôi. Các con. Dạ. Học xong chưa? Dạ chưa. Con. Dạ. Sao viết chữ xấu quá vậy? Rèn chữ lại đi kìa. Nè, đói bụng chưa? Dạ chưa. Chưa là phải rồi, bởi vì chưa tới giờ ăn cơm mà, đúng không? Dạ. Học giỏi, học ngoan nghe chưa? Dạ. Rồi các con muốn cái gì mẹ thưởng cho các con cái đó, hiểu không? Dạ. Thôi bây giờ học đi. Nè, cha mẹ nói chuyện gì thì nói, không có tò mò nghe, ha? Dạ. Ông à. Ê cha. Hey, ai biểu ông mua cái rương vậy? Bắt chước tôi phải không? Nặng. Tôi đâu có biết bà mua cái rương này hồi nào đâu mà tôi bắt chước. Nhưng mà lớn hơn cái rương tôi nhiều quá vậy. Gấp 3 lần đó. Ông. Hả? Buồn quá. Sao bà buồn? Tiền. Tiền là bà buồn. Tiền nhiều quá buồn.
Tôi nói thiệt đó chứ không phải tôi nói giỡn đâu. Nhà mình bây giờ hả, tiền quá rồi, không có chỗ để. Trời ơi, đi nát cả cái chợ luôn vậy đó. Mà tìm được có cái rương này là lớn nhất thôi à, mà không đủ để đựng tiền, thành ra nó buồn là vậy đó. Vậy là buồn nữa hả? Bà ơi, bà ông ơi, tôi thấy vậy nè, thấy bây giờ tiền bạc mình á, ăn mòn đời nó cũng còn, thôi bây giờ mình nghỉ đi, đừng có buôn bán nữa, mệt quá. Thôi, tiền đang vô và nghỉ, bà nên tham mệt. Trời ơi, vậy mà hồi đó đó, bà kêu tôi làm cái canh á, càng lời nhiều là càng tốt. Nè, vậy thì tôi để tôi. Ba cái chuyện gian lận nó nhỏ nhỏ thôi, còn nó nghe. Rồi bà nhớ không? Nhớ không nhớ. Người ta thắc mắc, ta nói cái cân là không đúng, bà thề. Trời ơi, bà thề đó, nhiều khi tôi sợ đó. Đi đó nghèo khổ mới thề bậy. Bây giờ ông tính đi, nhà mình á là giàu nhất cả cái làng cái xã này rồi. Bây giờ tiền bạc quá rồi, mình già rồi, mình nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già đi. Với lại ông thấy đó, mình có hai thằng con trai, đứa nào cũng thông minh khôi ngô kháo khỉnh, muốn cái gì nữa, tôi thấy như vậy là đủ lắm rồi, đúng không? Bà nói cũng có lý. Ừ. Thôi đọc đi, để viết. Cảm ơn nha. Dạ, không có chi hết đó chị. Chị biết làm sao không? Chồng em ảnh làm ở Kinh Thành đó, cho nên em nói một tiếng thôi, ảnh gửi người mua về cho em liền. Em làm như vậy thiệt tôi ngại quá. Ôi, chị thiệt có gì đâu mà ngại. Trời ơi, cái tình nghĩa hàng xóm gia láng giềng với nhau, mình yêu thương nhau, mình chăm sóc nhau, có gì đâu mà chị ngại. Bị tôi thấy đào nó quý quá đó mà, làm cho tôi nhớ lại chuyện là... hồi xưa phải không? Chị tính nhắc chuyện hồi xưa phải không? Thôi chị ơi, cái hồi xưa đó nó xưa lắm rồi. Nó đã ngủ rồi, chị để nó ngủ luôn đi chị ha. Chị đừng có quánh thức nó dậy làm gì. Trời ơi, nó thức dậy nó quậy. Với cả em nói thiệt với chị, bây giờ á em coi chị thiệt còn hơn chị ruột của em. Tại chị biết sao không, gia đình chị ăn ở phước đức quá mà. Trời ơi, ta nói bây giờ cả làng, cả xóm mình ai cũng ngưỡng mộ gia đình chị hết trơn á. Mà em là ngưỡng mộ chị nhất nè. Ta nói bán rau thôi mà giàu hết. Tức là mình làm cái công chuyện nó lương thiện đó. Chị bán rau là một cái công việc rất là lương thiện. Cái đức của chị nó tích dần, nó dày quá. Bởi vậy mới giàu lên cỡ này. Uống nước dạ. Nghỉ giọng chút xíu đi. Chị, hồi xưa mình túng thiếu, qua xin bà ta một quả trứng, bà ta hách mà không cho. Bây giờ bà đặt thấy mình xe bắt hoàng làm họ. Chị ơi, chị. Chị liếc ai vậy? Chị liếc cái gì mà chị liếc dữ vậy, muốn lọt con ngươi ra luôn á. Đâu có. Chừng đắt cái mắt. Dạ. Là chẳng qua là có một cục bụi. Một cục bụi nó bay vào trong mắt, thành ra phải liếc qua, liếc lại, liếc lại qua, liếc lại vậy để cho bụi nó văng ra khỏi đó mà. Chị khiêm tốn quá, chị nói sao chứ em thấy nhà chị sạch quá chừng mà. Vậy mà mới có bụi đó. Dạ. Trời ơi, nhắc tới bụi em mới nhớ nha chị. Vụ gì? Chị biết bà lượm ở cuối làng mình không? Lượm? Dạ. Lượm nào ta? Bà lượm bán muối đó. Bà lượm bán muối. Ủa dạ, dính líu gì cái chữ bụi. Trời ơi, bà đi bán muối rồi. Thì đúng rồi, thì bà là bán muối, bà phải đi bán muối chứ. Là đi bụi đó, đi bụi. Là sao? Bà đi bụi là bà đi lang thang ở trển. Lang thang ở trển? Là chết rồi đó hả? Ủa chị, cái chuyện này chuyện kiên kỵ, tự nhiên chị nói nghe. Nhưng mà tôi mới gặp bà đây mà. Dạ đúng rồi, bà mới hôm qua đó bị sét đánh. Sét đánh xong đi bụi mất tiêu luôn. Ủa sao vậy? Chuyện mắc cười lắm chị. Chuyện buồn, em liệu nữa. Bà bán muối cho người ta, mà bà trộn cát vô để mà cân cho nặng hơn. Trời ơi, mà người ta đâu có ngu đâu chị. Người ta biết liền chứ. Bởi vậy người ta lại, người ta mắng vốn bà. Bà không có nhận lỗi. Bà cãi người ta. Đã vậy là bà còn thề độc nữa. Bà thề bà nói tôi hả mà nói sai cho ông trời hả cho xét xuống hả xét đánh chết luôn đi. Trời ơi, đó bà thề vậy đó. Tôi nói bà thề hôm trước hôm sau bà đi ra chợ. Trời ơi, đang đi giữa đường tự nhiên trời mưa. Bà sợ bà nhột liền. Bà mới kiếm chỗ để mà bà trốn. Bà mới
trốn xuống dưới cái gốc cây. Ai về đâu xét đánh trúng cái gốc cây, xét lửa qua bả, nướng bả cháy đen thui y như là củ khoai lang cháy. Dễ sợ chưa? Ông lấy cân lên đi, lấy lên đi. Sao vậy? Đào sâu xuống một chút nữa cho chắc ăn. Đào gì chứ, lấp được cái cân rồi. Ông à, ông hả? Có chắc chắn là chỗ này ổn không? Trời ơi, tôi đã dò la chỗ này là mấy ngày rồi, không có ai dám bén mảng tới đây hết. Mà thấy ban ngày cũng lạnh như sống rồi, thấy chưa? Ai dám tới? Ông à, ông nữa. Cái gì bà cứ nói đi chứ bà. Đêm qua tôi ngủ không có được. Sao vậy? Thế mà tôi chợp mắt á là tôi nằm mơ thấy toàn ác mộng không à. Tôi thấy cái gì? Tôi thấy tùm lum tùm la hết á, thấy dễ sợ ghê lắm. Rồi đã vậy á, mấy ngày hôm nay á, mắt phải của tôi bị giật. Mà người ta nói á, mắt mà mắt xui là nam tả nữ hủ, nữ là bên phải đó. Mà bị giật. Ê ông ơi, ông ơi. Dạ. Nó bị giật nè. Nè nè, nè thấy nó giật không? Thôi bà ơi, bà tưởng tượng không? Nam tả nữ hủ mà mắt giật thì xui như thế nào? Dẹp đi. Nè nè, tôi giặt bà nó chưa? Rồi đây sắp tới bà đừng có giao vui chứ nó bà tám cái bên nhà phải chưa? Miệng lưỡi của bà không lường trước được đâu. Không có đâu, nhưng mà lần này bà tám mới nói thiệt mà. Tôi đã mò qua nhà bên bà lượm rồi. Đúng là bà bị sét đánh hả? Cháy đen như là củ khoai khác. Sì, tôi nói bà chị xui hết hồn không à? Bà, đừng có nói mấy cái chuyện đó nữa. Xong chưa ông? Đó bà thấy ai, có ai biết được chỗ này mình, nó mình thuộc cái cảnh không? Đi. Bà có đem gạo lên cúng chùa chưa? Tôi đem lên chùa rồi, cúng dường cũng xong hết rồi. Tôi tính ngày mai đó đi bố thí cho người nghèo ở làng trên. Mà chuẩn bị đi, ngày mai tôi đi với bà. Em đi vô này. Mẹ, Vân Nghĩa à, vô ăn cơm luôn con ơi. Vô ăn cơm nè. Mẹ, cứu con. Trời ơi, sao mà rượt em vậy? Em đi vô này à. Thôi. Đi vô này á. Trời ơi, sao giỡn hoài vậy, không thấy mệt hay sao? Dạ không. Ăn cơm đi. Trời ơi, con mới đói rồi, con chơi đến mai cũng được nữa. Chơi tới mốt luôn á. Thôi nè, trời ơi. Tôi không biết nó là người ta hay là khỉ mà nó giỡn hoài, không biết mệt, chứ biết. Nè, ăn cơm đi nè. Dạ. Tay. Trời ơi, chết rồi. Tay ăn cái bình gỗ của tôi. Thôi ông à. Con lỡ làm bể rồi. Bể bình này mình mua bình khác. Dạ, đúng rồi đó cha. Hừ quá. Dạ. Hai đứa, đi qua xin lỗi cha đi. Dạ. Đi. Cha ơi, cha ơi, con xin lỗi cha. Mai mốt con dám làm như vậy nữa. Còn có bình nào nữa đâu mà quậy mà phá. Thôi dạ. Mà thôi, ăn cơm đi. Ăn cơm. Đi. Nè, ăn đi. Cha ăn cơm mà mẹ ăn thôi, cơm. Thôi đừng có tiếc nữa mà. Mời cha ăn cơm, mời mẹ ăn cơm. Để một lát tôi dẹp cho. Lại ăn cơm đi. Dẹp đây, bà đưa. À sao? Mm-hmm.
rất yếu, đập loạn xạ. Từ trước giờ tôi trị cho nhiều bệnh nhân, chưa thấy bệnh nhân nào như cậu này. Thật lạ lùng quá. Thầy, thầy là thầy giỏi nhất ở làng này mà. Bệnh nào thầy chữa cũng hết mà. Không lẽ bệnh cô tôi thầy? Bao nhiêu tiền? Thầy nói đi. Bao nhiêu tiền vợ chồng tôi cũng sẵn sàng bỏ tiền ra, miễn sao là cứu được thằng con trai của tôi thôi thầy. Thầy nói đi, bao nhiêu tiền hả thầy? Xin thưa với hai ông bà, từ trước giờ tôi vẫn lấy câu lương y như từ mẫu làm trọng, khắc cốt ghi tâm. Nhưng với trường hợp của cậu nhà, hiện tại chưa có phương thuốc nào để điều trị được, phải có một thời gian nhất định để theo dõi. Tôi sẽ cố gắng hết sức của mình. Con ơi, con có sao không? Thầy ơi, con tôi nó ho rồi thầy ơi. Con ơi, con ơi, đừng làm cho mẹ sợ con ơi. Con à, thầy ơi, con tôi sao vậy thầy? Thầy ơi, con ơi, con ơi, con ngân à, ngân à, thầy ơi, con tôi nó ho ra máu thầy ơi. Ngân à, con tôi nó ho ra máu rồi thầy ơi. Ngân ơi, con tôi sao rồi thầy? Con ơi, con của ông bà đã chết rồi. Nhân! Nhân ơi! Dạ. Rồi, cảm ơn. Nhân ơi, Nhân vừa thơm vừa gã đây. Nhân ngon lắm chị ơi, nên là chị coi được. Hả? Hả? Đâu rồi? Có ai nói cho tôi biết ông Bảy đâu không? Hỏi thì phải hỏi đúng người, người ta mới trả lời. Hỏi trống quê trống quốc vậy, ai mà trả lời? Anh bán nhang. Bán gà đâu rồi anh? Mày không hay tin gì sao? Ông bà nghỉ bán lâu rồi. Đang làm ăn khấm khá sao nghỉ bán? Kỳ cục vậy. Hai đứa con ông mới vừa chết, không biết cớ sự thì sao. Mày nghĩ đi, ông bà còn tâm trí hơi sức đâu nữa mà bán. Chết vậy gà của tôi bán cho ai? Bán cho ai cái chuyện của mày? Mà sao kỳ vậy? Con chết thì nghỉ một hai ngày thôi, sao nghỉ luôn? Nghỉ vậy tôi chết theo sao? Mày chết hả? Chết thì mày sẵn mày mua nhang về tự mày thắp cho mày đi. Đi chỗ khác chơi đi. Sáng sớm gặp cái thằng gì không? Vô duyên đúng không? Đúng. Mày cũng vô duyên á. Đi chỗ khác cho ta bán đi. Tự nhiên lại đây khóc lóc à. Gà ơi, Tao với mày sống sao đây? Sáng sớm gặp ông nội khùng, tự nhiên ôm hang gà anh ngồi nói chuyện rồi khóc. Bà ráng ngồi dậy uống miếng thuốc đi bà. Bà cứ vậy hoài thì làm sao mà hết bệnh được. Mẹ nhớ hai con nhiều lắm Nhân Nghĩa ơi. Ráng uống miếng thuốc đi bà, cho nó hết mau hết bệnh. Tôi không uống. Ông đem thuốc đi, tôi không uống đâu. Tôi chỉ muốn chết theo hai đứa con của mình thôi. Tôi không uống. Bà buồn như vậy hoài, con nó cũng đâu có sống lại đâu. Bà làm như tôi không nhớ, không thương con vậy. Tôi làm gì nên tội? Các con của tôi làm gì nên tội?
Mà nếu tôi có tội lỗi thì ông trời bắt tội tôi đi. Ông trời cho tôi chết đi. Hai đứa con của tôi làm gì nên tội? Mà tại sao ông trời cướp con của tôi vậy hả chứ? Tất cả cũng tại tôi. Tại tôi buông gian bám lận. Mà cũng tại bà. Tại sao bà bắt tôi phải thề như vậy? Trời ơi, không ngờ lời thầy ấy nó linh thiêng như vậy. Trời ơi, mẹ hại các con rồi, các con ơi. Cha bắt được là chết chứ cha ra chưa? Cha ơi, cha ơi. Chính rồi. Sau này nó lớn lên, nó sẽ làm cho ngươi khuynh gia bại sản. Nhưng nay thấy ngươi biết ăn năn hối lỗi, Ngọc Hoàng ra lệnh cho chúng về trời quy nạp. Cái chết của chúng cũng là vì nguyên do này thôi. Ráng tu tâm chính đức, làm việc nhân nghĩa thì trái đắng cũng có ngày sinh quả ngọt, để cậy nhờ về sau. Ông à, ông à, hả? Ông sao vậy? Sao đâu? Thôi, không sao đâu. Ngủ lại đi ông. Hôm nay á, tôi có dở theo nấm xôi nè, vợ chồng mình ăn đi ông. Ông nữa tôi nữa. Ông ơi, tôi đói quá, làm ơn cho tôi miếng cơm ông ơi. Tôi đói quá ông ơi.
Dạ, đội ơn ông, đội ơn ông. Nè, Mi biết trước vợ chồng mình lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay á, thì tôi đã để dành một ít nữ trang rồi. Cũng tại ông. Anh không nhớ nữa. Của đó là của Giang, của Lận. Tôi cúng chùa hết rồi. Mong trời Phật phù hộ cho vợ chồng mình có sức khỏe. Mình làm ăn đàng hoàng lại từ đầu. Từ khi được thần linh báo mộng, vợ chồng ông Bảy không còn thương khóc con nữa. Ông bà quyết chí làm ăn ngay thẳng và cố gắng làm nhiều việc thiện. Chẳng bao lâu sau, cuộc sống trở nên khấm khá hơn và bà Bảy lại sinh được hai đứa con trai khác. Hai đứa trẻ hiền lành, văn hay, chữ tốt. Khi lớn lên học hành đỗ đạt, hiếu thảo với cha mẹ, vợ chồng ông Bảy được sống vui vẻ, thảnh thơi trong cảnh già. Ông trời ơi, con đi nguyên cả một ngày mà chỉ bắt được mấy con cua như vậy hả? Con suốt đời khổ cực, ước gì con đỡ khổ hơn một chút. Con giảm thọ bao nhiêu năm con cũng chịu đâu. Trời ơi, con chịu hết nổi rồi. Trời ơi là trời, sao con khổ dữ vậy trời. Trời ơi, ông trời ơi. Thank you.
tranh thủ ăn xong á mình cuốc tiếp cái rượu này, ăn xong á làm liền đi, để hồi mưa cực lắm. Biết rồi. Này 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 này, hai ông chuyện gì vậy? Đi đâu hết hải vậy? Nè cô đi. Sao đó là cái gì? Ở đâu ra vậy? Thì tôi lượm được. Lượm ở đâu? Tôi lượm ở sau giường á. Nhưng mà nó là cái gì vậy? Hớt hả vậy là biết rồi, còn cho bộ hỏi nữa. Dạng khối đó cha, đổi đời đó ông nội. Vàng hả? Vàng. Thằng này dương khùng chứ. Nó lượm được vàng đâu ta? Quá. Con cảm ơn ông trời, cuối cùng ông trời cũng nghe được lời của con rồi. Vàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở đâu nhiều vậy mày? Không biết là nó đào ở đâu nữa. Nhiều vàng quá. Trời ơi, cái này là mình mua nhà, cái này mua đất nè, là mình lấy vợ nè. Dạ, đây, mời tới đây, chú quý khách ngon miệng nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Chú quán. Có liền. Đúng ông chú lớn ghé qua ha, mời ngồi. Uống miếng nước ha. Mời ông. Ông dùng gì? Ở quán này có cái gì ngon nhất đem ra đây cho ta. Dạ cái gì cũng có, cái gì cũng có hết trơn. Ông muốn ăn món xào nấu gì có đầy đủ hết. Cứ đem món ngon nhất ra đây. Nhớ phải ngon nghe chưa. Dạ dạ ông cứ ngồi đi, tôi sẽ đem đồ ngon tiếp đãi ông liền. Ông đợi chút nha. Nhanh nha. Dạ dạ. Đâu liên quan tới mình đâu. Sao không? Tao cũng nghĩa rồi. Ngoài giường trong nhà không có dấu hiệu gì là đào lên gì hết. Mà hôm qua nó đưa cho mình coi á, thỏi vàng có dính bùn sình gì đó. Nó hay đi đào cua bắt ốc. Nó đào được vàng trong vườn nhà ai đó. Tao cũng nghĩ vậy. Vàng. Có đứa đào được vàng. Nó sợ mình biết nhiều quá rồi mình giành. Mà nhiều ít gì nay mai cũng biết hết. Phải làm chi mình đào được vàng như nó thì đỡ khổ quá, cứ làm thuê vậy hoài không khá nổi đâu. Không biết nó đào ở đâu vậy ta. Phải chi mình cũng biết như vậy mình đào mình đỡ khổ rồi. Mời. Ê, cạn đi. Chào Hai Huynh. Ông là ai vậy? Ây chà. Trước là sao quen. Coi như là bữa nay tôi đã nghe Hai Huynh nói có chuyện thần kỳ quá, cho nên xề vô đây nghe thử coi nói sao. Mấy Huynh nói có người đào được vàng hả? Trời ơi, trên đời có chuyện hy hữu gì sao ta?
thì cũng nghe nói vậy thôi chứ tụi tôi có biết gì đâu. Có sao không có. Nó đem lại đây hỏi tôi nè, nó còn không biết cái gì nữa. Vậy hả? Tụi tôi nói á là vàng mới biết á. Nói vậy nhà ông bạn ở đâu hả? Trời ơi, nó ở cuối xóm thượng chứ đâu. Thằng Tị mò cua bắt ốc ai mà không biết. Hay quá, cảm ơn hai huynh nha. Mời. 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 À, hai huynh cứ dùng tự nhiên nha. Trời ơi, cái ông này bày đặt qua hỏi này hỏi kia, nói mời mình chậu nữa. Hỏi xong xích đích đi liền à. Đã tôi gạt ngang rồi, cái miệng ông cứ bô 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 bô. Chuyện đào vàng nay mai cả làng ai cũng biết cho mà coi. Thôi, chuyện này sớm muộn gì cũng biết rồi. Thôi bỏ đi. Mời. Mời. Tệ. Chú Tệ đó phải không? Anh là gì? Trời, trời ơi, người quen mà nghe hỏi một câu thiệt á, nghe muốn mít lòng muốn chết luôn vậy đó. Tôi nhớ là tôi đâu có quen anh đâu. Thì trước lạ sao quen, gặp nhau rồi sẽ quen. Thôi thôi, rửa tay lên đây, tôi với chú nói chuyện cái coi. Nhưng anh là ai? Anh muốn gì ở tôi? Trời ơi, có vòng vòng dưới đó, hỏi hoài. Thôi bây giờ nè, hỏi luôn nè. Tôi nghe người ta đồn á là chú muốn mua đất để làm ruộng, mua đất để cất nhà, đúng không? Còn tôi á là tôi có sẵn đất, tôi muốn bán. Rồi chú có rảnh không? Tôi dắt chú đi coi nha. Sao mà anh biết tôi muốn mua đất? Trời ơi, ở cái xứ này ai mà không biết chú mới đào được vàng. Người ta nói á, có tiền á thì làm liền luôn đi, chứ để tiền vàng ở nhà lắm kẻ giàm pha, nguy hiểm đến tính mạng, biết không? À mà nè, tôi nghe người ta đồn á là chú á từng tuổi này rồi mà cũng chưa có vợ rồi có con, đúng không? Tôi nè, tôi con nhỏ em gái, ta nói công dung ngôn hạnh, nữ công gia chánh nó đều dội hết mà. Nó xứng đôi vừa lứa với chú lắm nha. Nếu hợp cái á tôi kết lại cho hai đứa luôn. Vừa có đất có nhà, vừa có vợ đẹp, vừa có con khôn, còn gì bằng nữa, đúng không? Suy nghĩ gì nữa. Thôi rảnh đi với tôi, mình đi lai rai nhâm nhi rồi mình ngồi đó từ từ suy nghĩ tính tiếp, được không? Ghét ghê vậy đó, giàu có rồi bày đặt một cô bắt ốc không biết để cho ai ăn. Mời chú. Sao mấy miếng đất mà anh dắt chú đi coi á, chú thấy sao? Dạ, em thấy được á. Em tính lấy đám ruộng ở gần mé sông á. Cái gì? Chú lấy miếng ruộng gần mé sông hả? Dạ. Trời ơi, ta nói người đâu mà tinh ý, thấy sợ luôn. Chú có biết là cái miếng đó là cái miếng anh thích nhất hay không? Nhưng mà đã là anh em rồi, chú thích anh nhường cho chú ha. Bây giờ sao? Muốn cày cấy hay làm đất, cứ nói một tiếng, anh đưa mấy đứa nhỏ qua làm cho chú. Em thú thật là từ nhỏ tới giờ em chưa bao giờ làm, thì phải nhờ anh chứ còn nhờ ai nữa. Vậy mới là anh em. Bây giờ nhà cửa muốn cất làm sao, chú cứ nói là anh lo hết. Chú chỉ cần nói ý của chú làm sao thôi là được. À để coi chú muốn xây nhà bằng vậy không. Thôi lớn hơn tí đi. Lớn hơn nó mới vừa với cái thân thế hiện tại của chú. Dạ em không dám xây nhà lớn hơn anh đâu. Có gì đâu, anh em không à. Để coi. Đào à, Đào ơi, Đào, Đào ơi. Ta đây à, đây là em gái của anh. Hai bên à, làm quen với nhau đi. Nếu mà thấy được á thì mình tiến tới luôn. Hả? Anh hai, mình có nhà,
bây giờ lại cưới vợ, cuối năm có thêm thằng cu, tam hỷ lâm môn luôn, được không? Chú thấy sao? Đa tạ anh đã lo lắng cho em. Sau này mình trở thành người một nhà rồi thì anh cứ sắp xếp cho tụi em. Anh biết mà. Nhưng mà đây là chuyện nhà của hai đứa, hai đứa tự bàn bạc. Bạn đi. Anh hai này. Chứ gì nữa. Thôi hai đứa tự nói chuyện với nhau đi. Anh đi vô không phá đám nữa đâu. Nãy giờ uống cũng hơi nhiều tự nhiên nha. Mời nàng ngồi. Anh nàng nói muốn gá nghĩa cho hai ta, nàng thấy sao? Thiếp là phận làm em, cha mẹ mất cả rồi, quyền huynh thế phụ, anh đặt đâu thì thiếp xin ngồi đó. Tôi cũng rất đẹp lòng, nên tôi cũng muốn bàn với nàng về chuyện hôn sự và nhà cửa. Việc xây nhà thì cứ theo ý của chàng, chuyện mua đất đai cứ giao cho em. Chắc anh hai đã nói giá cả rồi, nhưng đó là lúc chưa có chuyện tụi mình. Nhưng mà bây giờ anh em một nhà rồi, chắc chắn anh phải bớt. Chuyện tụi mình, nàng nói làm ta cảm động quá. Thiếp cũng vậy. Đây, nếu nàng nói anh đang bớt một chút thì tốt quá. Vợ chồng mình còn phải mua thêm trâu bò heo gà nữa, rồi còn phải làm vốn nữa. Thôi, bây giờ tôi phải ra ruộng, con phải trồng tỉa gì đây. Tôi đi nha. Em biết rồi, chàng cứ tin tưởng ở em. Thôi, ta đi đây. Dạ. Ta đi nha. Dạ. Nó có 10 thỏi vàng, ở đây có 5 thỏi, còn lại 5 thỏi y theo kế hoạch mà làm. Anh cứ yên tâm. Ôi trời, vàng thiệt, xem mẹ răng lưỡi. Bộ khách về hết rồi sao chàng? À không, khách còn ngoài đó. Nhưng ta sốt ruột, ta sợ nàng đợi lâu. Ủa, sao nàng chưa lấy đồ bỏ vô tủ đi? À, em cũng định xếp vào tủ nè. Với lại chàng đừng có lo, em cũng sợ ăn trộm nó biết mình có của cải, chờ lúc mình đang có tiệc rồi nó lẻn vô dơ dét hết, em phải ở đây canh chừng nè. Nàng nói vậy cũng phải. Thiên hạ phúc chốc, thấy ta có nhà, có ruộng vườn, lại có vợ nữa, nên mọi người đang đồn thổi là ta nhặt được vàng. 1 đồn 10, 10 đồn 100. Nghĩ cũng mệt. Vậy số vàng còn lại chàng để đâu rồi? Chàng cất vàng ở đâu rồi? Đây, bây giờ là vốn liếng của vợ chồng mình, mình cất cho kỹ nha. Bây giờ nàng ở trong đây coi giùm ta, ta sẽ ra ngoài tiếp khách. Ta sợ chút nữa ta say quá, ta sẽ làm rớt. Làm giỏi lắm nha. Bây giờ nghe lời anh, lánh mặt đi, nó chuẩn bị qua kiếm em đó. Nhưng còn số vốn mà nói anh cho em đâu? Yên tâm,
Cái gì anh hứa là anh bảo đảm có cho em mà. Trốn đi. Anh nhớ đó nha. Nhớ mà. Nàng ơi. Nàng. Nàng ơi nàng. Nàng ơi. Nàng. Nàng ơi nàng. Tay đại sao có đây? Nàng đi đâu mất rồi? Nàng ơi. Anh hai, vợ em đâu rồi? Trời ơi, chú làm sao mà con nhỏ nó nói nó ăn ở với chú không có được. Nó bỏ đi rồi. Tôi cản quá trời, nói sao nó cũng không nghe hết. Bỏ đi. Bỏ đi thì bỏ đi chứ. Tại sao lại lấy hết vàng của em? Em không biết đâu. Anh làm sao thì làm đi. Nè 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 nè. Chú nói vậy là sai nghe. Cái đó là chuyện vợ chồng của chú. Vợ chồng chú ở với nhau không được. Tôi làm được cái gì? Mà thật ra nó cũng chỉ là em kết nghĩa thôi, chứ có ruột rà với nhau đâu mà tôi nói được. Đúng không nè? Hả? Anh nói sao? Hả? Anh với cổ chỉ là anh em kết nghĩa hả? Ờ. Trời ơi trời. Trời ơi. Nhà của tôi. Vậy là tôi bị lấy hết vàng rồi. Vàng của tôi. Trời ơi. Chú khờ thiệt. Bị vẹt ngay từ đầu rồi. Cũng không thể nói như vậy được. Tại tôi đồng ý lấy người ta mà. Trời ơi chú thiệt tình thiệt. Hai anh em nhà đó to rập lừa chú để cướp vàng chúng đấy sao? Hả? Ngay cái bữa mà hay tin chú đã được vàng nè, hắn lơn la lại dò hỏi tôi nè. Đó, bây giờ á, lo tiệc cưới xong, cô em á thì lấy vàng chuồn mất, chú còn không biết sao? Không thể nào. Không thể nào. Giờ chú tính sao? Tôi hả? Bây giờ tôi không biết tính làm sao nữa. Chú phải làm cách gì để lấy lại số vàng đó, chứ không lẽ để hắn cướp vàng vậy đó hả? Nhưng mà tôi nói cho chú biết nha, chuyện này tôi nói chú đừng để cho hắn biết nha. Chứ để hắn mà biết, hắn tìm cách trả thù tôi đó. À. Chú nói sao? Chú được kiện lên quan hả? Tôi cũng không muốn. Nhưng nếu anh em và anh chịu trả số vàng cho tôi sẽ bỏ qua. Trời đất ơi, chú sẽ bỏ qua hả? Rồi thí dụ giờ chú không bỏ qua, chú làm gì tôi? Đúng là làm ơn mắt quán. Tôi đã giúp chú có nhà, có vợ. Chú không cảm ơn tôi thì thôi chứ. Thời buổi gì đâu, có một tí vàng à, đổi trắng thay đen, trở như trở bàn tay là sao? Vậy là anh nhất quyết không trả vàng cho tôi phải không? Được, tôi đành đưa chuyện này lên huyện thôi. Chú đưa chuyện này lên huyện hả? Trời ơi, chú có bằng chứng gì không? Chú có bằng chứng nào mà nói tôi lừa lọc chú không? Sao? Có không? Đi kiện mà không có bằng chứng, đực cười. Nè, coi chừng ta kiện ngược lại mày cái tội vu khống nha mày. Đã vậy tao dứt tình dứt nghĩa luôn. Nhà cửa đất đai của tao tao lấy lại hết. Cút ra khỏi đất của tao. Cái gì? Đất đó tôi trồng tiền đủ rồi, chỉ chưa đưa ra quan để làm giấy thôi mà. Tao không cần biết. Đất đó là tên của tao. Mày làm gì được tao hả? Anh cái gì? Tao nói cho mày biết, yếu mày đặt ra gió, coi chừng trúng gió chết nghe con. Anh đúng là đúng. Tao đúng, mày sai rồi. Cô dâu á thì cổm hết vàng đi luôn, còn ông anh hờ thì phủi tay vậy là quê. Tội ông kia mất hết vàng ruộng đất mà giờ con cũng chẳng có luôn. Mà đặc biệt á là 10 thỏi vàng thuộc về tay lão lừa đảo. Uống 3 tấc lưỡi mà lừa được 10 thỏi vàng. Ủa? Sách nói vậy hả quan? Ta đang nói câu chuyện của ngươi. Tên trọc phú đó nói chuyện bằng nước giải mà lừa được 10 thỏi vàng à? Dạ, đúng đó quan. Mà ổng làm cho ông đào vàng không kiện cáo gì được hết luôn.
ta giết tráp người Triệu tên Trọc Phú đó đến đây cho ta. Dạ. À, mà quan, cái tay mất vàng không kiện thì làm sao mình kêu cái tên lừa đảo đó được quan? Dân không kiện mình làm cho nó kiện. Dân nó đang yên bình mình làm cho nó xáo trộn lên. Chứ dân nó bình yên mà mình để cho nó bình yên thì mình lấy áo đâu mà mặc, mình lấy cơm đâu mà ăn, rồi vợ mình lấy tiền đâu mà đi chợ, hiểu chưa? Quan thiệt là anh Minh còn hiểu rồi à. Hả? Quan ơi, sao quan biết rõ ngọn nguồn chuyện này vậy quan? Ta là phụ mẫu chi dân thì có việc chi của dân mà ta không biết. Nó thương ngươi lên đây nè. Nó thương lên quan. Ủa mà quan ơi, con nghĩ chuyện này là chuyện của vợ chồng nó, đâu có dính dáng gì tới con đâu mà quan mời con lên đây làm chi? Ai mà mời nhà ngươi lên đây hồi nào? Chứ sao con có mặt ở đây? Không, ta bắt ngươi lên đây chứ bộ. Trước mặt á thì coi như ngươi không có liên quan, nhưng trong ruột của ngươi thì lùng nhùng một đống. Hả? Ê, ta nói lộn. Trước mặt á thì ngươi không có liên quan, nhưng sau lưng của ngươi á, sau óc của ngươi thì có liên quan. Ý ta nói á là ngươi có liên quan đằng sau vụ này. Bây giờ ngươi tin sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta cho lính bắt trói ngươi lại? Hai đứa đè ngươi ra quách, ba đứa đến nhà ngươi xét. Tiền ngươi để ở đâu? Trong kẹt dách, trong lư hương hay trong ống nhang? Cái thằng cha này và bộ nắng gân mình chứ có gì đâu. Vàng mình đem gửi rồi, cho ông khám thoải mái. Tưởng dễ bóp cổ thằng này lắm mà. Ngươi bị bệnh rồi hả? Dạ đâu có quan. Sao ngươi cười? Con nằm mơ. Mới nằm mơ giấc mơ vui quá. Ngươi nằm mơ giữa công đường à? Dạ. Ta tính vậy, ta cũng không muốn làm phiền ngươi, ta cũng không muốn làm nhọc công lính của ta nữa. Bây giờ ta nói rõ với ngươi một cách ngắn gọn xúc tích. Số vàng đó 5 năm. Đội ơn quan trời ơi, quan tính hay quá. Từ xưa đến giờ nhờ các quan anh tính như vậy mà dân đen tụi con tán gia bại sản. Trời. Ngươi nói cái gì mà ta rớt luôn vậy? Dạ. Ý con là quan anh tính hay quá. Mà quan ơi, cái chuyện này là chuyện của vợ chồng nó. Tiền vàng của vợ chồng nó thì vợ chồng nó tự tính với nhau. Dạ, ngươi đứng lên luôn à. Dạ, ý con nói là tiền vàng của vợ chồng nó thì vợ chồng nó tự tính với nhau, đâu liên quan tới con đâu. Bây giờ một thỏi vàng mặt mũi nó ra sao con còn không biết nữa mà. Ngươi nín. Ta đã nghe tiếng đồn tài năng ba tấc lưỡi của ngươi rồi. Ngươi làm gì vậy? Con kéo thử coi dài ba tấc như quan nói không. Ngữ điệu của ngươi cứng cỏi lắm. Dạ. Vậy có nghĩa là ngươi nhất định không chia số vàng đó chứ gì? Quan ơi, nếu thực sự bây giờ con có số vàng đó, con sẽ dâng hai tay lên cho quan. Chứ giữ chi đúng không quan? Được lắm. Ngươi cứng cỏi lắm. Nhưng ta e rằng ngươi sẽ phải hối hận về chuyện này. Vậy là hết chuyện rồi đúng không quan? Vậy thôi, hết chuyện, không có gì. Vậy thôi, con xin phép quan, con về. Ủa, ngươi ngủ nữa hả? Dạ không, con thấy vui quá, con bệnh luôn. Dân tình sao dạo này khôn hơn quan nhiều quá ta. Nhưng trước sau gì thì ngươi cũng phải hối hận thôi. Rượu mời không uống mà ngươi muốn uống rượu phạt à? Ta sẽ sớm cho ngươi uống rượu phạt mà thôi. Lúc ấy không phải là 5 thỏi mà là 10 thỏi dân bằng 2 tay. Dạ bẩm quan. Bẩm quan. Chuyện gì? Thưa quan, mấy chục tên cướp ở đồi vắng bây giờ đã bị bắt hết rồi. Bị bắt hết rồi. Cái mấy gì? Chục tên luôn. Hả? Các ngươi bắt cướp luôn à? Dạ. Sao các ngươi tài lanh quá vậy? Ta lập đội của các ngươi đi tuần tra là tuần tra, cướp là cứ cướp. Các ngươi bắt hết bọn cướp rồi thì ai đâu mà cướp bóc, ai đâu mà ức hiếp dân làng, rồi ai đâu mà kêu quan, mà ai đâu mà kiện lên quan, rồi quan có lấy gì đâu mà sống. Dạ. Khỏi dạ. Ta sẽ tính. Ta sẽ trọng thưởng, nhất cử lưỡng tiện. Ra nói thằng đầu đảng, muốn quan tha có bao nhiêu vàng bạc châu báu, gom lại một đống đưa cho ngươi đem về đây. Dạ, như cũ phải không quan? Con sẽ gom hết đưa cho bà giữ. Chưa hết. Còn gì nữa quan? Ngươi nói tên đầu đảng, khai cái tên Trọc Phú hồi nãy nuôi tụi nó. Có lời khai rồi, ta sẽ làm trách bắt chính thức về tội thông phỉ.
tức là thông đồng với thủ quỷ làm giàu bất chính. Ngươi rõ chưa? Dạ, con hiểu rồi. Thưa quan, thông phỉ đúng. Dạ, con đi nghe quan. Ngươi còn cười nổi à? Trời ơi, đau muốn chết luôn mà cười gì trời. Ngươi khóc đã quá. Trời ơi, quá quá. Hoàng ơi, Hoàng kêu thằng cướp nó ra cho con nhìn mặt đi Hoàng. Từ đó giờ con không biết mặt thằng cướp nào đâu Hoàng ơi. Dừng tay lại. Ý ngươi nói là ta vu oan cho ngươi à? Con đâu nói Hoàng đâu. Con đâu Hoàng mà thằng cướp nào đâu. Có quen hay không biết liền. Lít, đánh. Dạ. Trời ơi, ngươi muốn cướp về của ta. Cướp không được, ngươi bày trò hại ta kiểu này hả? Ta sẽ kiện ngươi lên quan phủ. Dừng ta lại. Ngươi vừa nói cái gì? Ta sẽ kiện ngươi lên quan phủ. Kiện lên quan phủ à? Đánh nó tiếp. Dạ. Dừng tay. Nhà ngươi giỏi lắm. Tưởng ngươi không biết. Muốn kiện lên quan phủ phải không? Để ta mời quan phủ xuống đây giùm mi nghe. Nhưng suy nghĩ cho kỹ. Ngươi hãy nghĩ lại xem, trước mặt của quan phủ mà tụi cướp nó rồng lọt nó nói là ngươi là người nuôi nó. Dối gạt quan phủ tội không có nhẹ đâu. Cò trên quan phủ không phải là cò trắng ở dưới quê mình, mà là giạc, là diều, là đà điểu, ngươi hiểu chưa? Lúc đó không còn một manh giáp ra đường làm kẻ ăn mày, ngươi chọn cái nào? Tôi làm gì mà ông nợ hại tôi ra nông nổi như vậy chứ? Thôi được rồi, tôi chỉ cho ông phần nữa, được chưa? Phần nữa à? Phần nữa là nhiêu? Thì có 10 thổi thôi. Chia phần nữa là 5 thổi, hiểu chưa? 5 thổi vàng à? 5 thổi vàng mà ngươi đòi đổi cái mạng của ngươi à? Mạng ngươi rẻ như vậy sao? Chứ bây giờ ông muốn đòi bao nhiêu? Ta đòi 50 heo nữa. Dạ. Thôi được rồi, cho nhà ngươi hết luôn. 10 thổi vàng. 10 thổi vàng? Đâu có dễ vậy. 10 thổi vàng đó ngươi nhả ra cũng coi như là của thiên trả địa, chứ ngươi có bỏ ra gì đâu. Trong khi ta bắt ngươi á, cả hương lý hội tề sai nha lính lát, cả một bộ máy làm việc cật lực. Giờ ngươi muốn quyết định im lặng bỏ qua cho ngươi á, thì ngươi tự bỏ ra bao nhiêu thì tự ngươi tính đi. Còn bây giờ chưa ra phải không? Lính, tính cho hắn. Dạ. Ngươi ép người quá đáng. Bây giờ ngươi muốn bao nhiêu tiền gạo ngươi ra giá đi. Được lắm. Lệnh, mời hắn ta ngồi dậy. Dạ. Ngồi dậy. Cần. Cái gì vậy? Đau quá. Hoàng ơi, cho con nằm luôn đi khỏi ngồi được không? Được. Ngươi có tiền, ngươi muốn nằm ngồi gì cũng được hết. Phải chi ngay từ đầu ngươi biết điều á, thì chỉ tốn có 5 thổi thôi mà khỏi bị đòn. Còn bây giờ mất một mớ tiền để đút lót cho nha lại, mà cái đít nó sưng rồi ngồi không có nổi. Ngươi rút kinh nghiệm chưa? Trời ơi, đúng là của trời cho. Ở đâu có cái thứ vàng thượng hạng này? Đến những 10 thổi đã nằm trong tay của ta. Ta đúng là cao tay ấn. Không được, mình phải tìm cách tẩu tán nó thôi. Lỡ có thằng nào ở trên nghe được chuyện này, nó tìm cách ăn chặn của ta, là tiêu tùng, xóa sổ, coi như không có món này ở trên đời. Quản gia đâu? Quản gia. Dạ. Dạ, bẩm quan. Ông chạy đi kêu đứa con trời đánh của ta về đây cho ta biểu. Hiện giờ nó đang làm gì? Dạ, tôi đi liền. Ừ. Hả? Ta hỏi nó đang làm gì? Dạ, tôi đi liền. Ông cứ hiền quá ha. Ông đi luôn đi. Trời. Đi lẹ đi. Công tử. Công tử.
Công tử về thôi, phụ thân công tử về rồi, đang đợi công tử về gấp. Cả ngày nay ta đen rồi, còn gặp ngươi nữa. Mà nè, cha ta có bóp được của tên trọc phú đồng nào không? Chuyện phân xử công đường không thể tùy tiện nói ở những chỗ này được. Chà, mấy chỗ này á có gì đâu mà không nói tùy tiện được hả? Ngươi nhìn đi, huynh đệ ta ở đây á toàn là những người tốt không đó. Quan dặn tôi á phải mời công tử về, có công chuyện quan trọng lắm. Ngoài cái chuyện kêu ta đừng có bài bạc nữa, có gì đâu mà quan trọng hả? Suốt ngày cứ rót ba cái tứ thư ngũ kinh vào tai ta, nghe nhức đầu lắm. Lần này có thật, công chuyện quan trọng lắm, công tử về đi. Đi đi, đang chơi mất vui vậy. Đúng mà, mất hứng mà. Các huynh đệ cứ chơi đi. Đang chơi mất vui, thiếu tay rồi. Đang tiếp đi. Trời ơi, chàng chẳng của tay Trọng Phú đó hả? À, cha kêu con về đây để chia cho con vài thỏi vàng đúng không? Muốn ta sáng canh lũng bằng nhĩ không? Một cặp phủ này ta biết hết hả? Nghe lời ta dặn nè. Dạ. Con á, cầm lấy số vàng này, đem hết số vàng này về quê, mua ruộng hết cho ta. Mua ruộng hết luôn, không cho con một thỏi nào luôn. Im không? Muốn vừa điếc vừa không có răng ăn cháo hay sao? Dạ dạ. Cho mày nướng hết hả? Mà nói trước, đi thẳng về quê, không được ngó ngang ngó dọc. Trên đường đi không được ghé sòng, mòn miếng nào á tao rút thịt tao nấu cho heo ăn. Dạ. Quan gia, canh chừng nó cho tôi. Dạ. Cha, cha keo kiệt quá à. Có vàng á mà không quá lại gặp chuyện xui xẻo đó. Chết hả? Tao nói rồi đó, cấm người sòng nghe chưa. Chủ quán. Dạ dạ dạ, quý khách. Cơm nước rượu thịt, cái món gì ngon đem ra đây cho ta, nghe chưa. Dạ dạ, mời quý khách ngồi, tôi mang ra liền ạ. Quan dặn là không cho. Dặn cái gì mà dặn? Lúc nào cũng quan. Ở đây không có cha ta, ta muốn làm gì thì mặc ta, ông đừng có cấm. Cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ ơi, cậu mà chơi cờ bạc nữa là cậu chết. Sao ông cứ lải nhải theo tôi hoài vậy? Sao mà chết hả? Ông cứ lải đằng kia ăn đi, tôi thấy ông cũng mệt rồi đó. Tôi chỉ chơi vài ván cho nó đỡ ghiền thôi. Mà nè, tôi nói cho ông biết, thả cấm tôi nhịn ăn nhịn uống, chứ ông mà bắt tôi không chơi á tôi ngứa ngái lắm. Tôi chỉ chơi vài ván giải khuây thôi. Chơi vài ván thôi nghe cậu. Ừ. Huynh đệ, sáng giờ chắc huynh đệ cũng kiếm được chút ít rồi, không may huynh đệ nhường lại cho ta chơi vài ván được không? Nếu anh muốn chơi thì chơi đi. Đa tạ huynh đệ. Ngồi đi cậu. Đa tạ. Bây giờ mình làm lại nha, làm lại ván mới nha. Hả? Rồi chia đi. Rồi ván mới nha. Nãy giờ xùi quá, còn ván mới còn có hên không? Rồi quýnh đi. Chết chưa? Rồi, ngu hoài vậy. Rồi chung đi cậu. Nè chung đó. Rồi chung đi, chung đi. Ông vô xui quá, thu hoài. Cậu chủ, cậu nói chơi già dán cho khoai khỏa thôi mà, sao ông lúc nào cũng cản tôi trơn vậy? Số vàng này á cậu không được đụng tới. Ta chỉ chơi già dán thôi, ông cản ta xui đó thấy chưa. Ta đau đầu quá. Ông cút đi. Rồi nghe đi nha. Rồi nè, ông bên trước đi lẹ đi. Văn mới. Các huynh đại, ta thấy chơi vậy không đã, bây giờ mình chơi gấp đôi đi, được không? Chơi thì chơi. Được. Chơi.
gọi đi đi cha. Ừ nè, có ăn không? Trời ơi, tôi tới rồi, tôi tới rồi. Chung đi, chung đi à. Rồi, chắn cuối nè. Rồi, chung đây, chung đây. Chơi được không cậu? Còn chơi được nữa không? Còn tiền thì chơi tiếp. Hết tiền rồi phải không? Hết tiền thì bữa khác mình chơi nha. Hết tiền rồi. Công thần hôm nay hơn tiền không á. Hết tiền luôn. Vô mạnh. Nghỉ mệt chút xíu đi. Tôi nói cho ông nghe, trời ơi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ mà tôi thấy cái vàng này nó tốt mà nó óng ánh như vàng này hết trơn á. Ừ, đúng rồi. Đúng là thằng này thất bại rồi. Thằng đó nó ngu thiệt, nó cu quý mà không biết giữ. Thì nó ngu á, cho nên mình mới có số vàng này. Nhưng mà hồi nãy á, tôi nhìn qua cái bàn kia có mấy thằng đáng nghi lắm. À, ông nói mấy thằng nhậu bàn bên kia hả? Ừ, đúng rồi. Tôi cũng thấy vậy. Bây giờ mình phải rút khỏi chỗ này thôi, chứ ở chỗ này nguy hiểm lắm. Đúng rồi. Ủa, đi đi lại ông ơi, chạy lên. Hỏi ai biết, tao với mày biết là được rồi. Nếu nói đúng là đúng. Đứng lại. Sao? Thấy quen lắm đúng không? Tụi này có vàng. Mấy anh đó, muốn lấy thì cứ lấy. Xin tha mạng cho tụi này. Tiếc quá, mày đã thấy mặt tụi tao rồi, sao mà tha cho tụi bay được. Ở đây có 10 thỏi vàng. Tao với thằng Tứ 5 thỏi, hai thằng Bay 5 thỏi. Còn mớ bạc lẻ này, tao với thằng Tứ sẽ ra chợ kiếm mồi về nhậu cho đã một bữa. Đồng ý không? Quyết định vậy đi. Tao có ý này. Tao có ý này. Ý gì? Mày nói trước đi. Mày nói trước đi. Mày nói trước đi. Coi có giống ý với tao không? Tao thấy tại sao mình phải chia vàng cho tụi nó. Tao cũng tính nói vậy. Bốn đứa đi chung mà hai thằng nó cái gì cũng sai hai tụi mình làm hết. Làm như mình là người hầu của nó không bằng. Muốn làm cha không à. Rồi bây giờ mày tính sao? Có năm thỏi vàng, làm sao mà chia đâu? Không lẽ một thỏi mà chặt làm đôi, sao cân bằng được? Chia lý. Chia bằng mình lấy luôn số vàng kia, 10 thỏi chia đôi cho nó dễ. Mày nói đúng á. Thôi, hai đứa mình vô chợ đánh chén nồi say, rồi mua rượu về cho tụi nó, bỏ vô ít thuốc chuột là xong. Mày tính như vậy là gọn á. Đi mày. Thôi mình đi, đi. Ê mày, thằng Tam Tứ, ông mẹ đã lẻ ngoài đó luôn rồi, sao lo giữ mày? Hồi này tao thấy hàng nói sao sao á, hình như là tụi nó muốn tách ra thì phải. Ừ, tao cũng thấy vậy. Mấy lần
cho sai làm này kia, nó khó chịu ra mặt. Hai thằng đó không có mình làm được gì, vậy mà đòi ăn đồng chỉ đủ nữa. Ê, tao tính vậy, hay là tiện tay tao với mày xử hàng nó luôn, rồi lấy vàng tao một kilo. Được, tụi nó về mình xử ngay luôn nha. Đây, rượu với mồi của hai đứa bay nè. Thằng bay đi đâu lâu như vậy, làm tao đợi quá trời. Đúng là hai thằng mày là hai thằng anh em tốt của tao. Mày Ê, cái đó của mày, cái này của tao. Có vàng, bỏ đi. Bỏ nha. Ủa, có số vàng này rồi, tao sẽ về xây căn nhà cho con vợ với mấy đứa nhỏ. Tao á thì mua ruộng cho ông bà già, rồi cưới con vợ. Ủa mày, làm ăn cướp đi, rồi cũng có ngày đổi đời. Uống mày. Uống mày. Mày sao vậy? Công rượu độc. Ôi nó. Ôi nó. Anh nói là bữa nay giao tiền tôi mới ở lại, giờ lại hẹn, rồi thuyền bữa nay nó về, rồi không có tiền tôi lấy gì về quê. Chịu khó đi, làm ăn buôn bán lâu năm như tôi vậy á, kẹt tiền là chuyện bình thường. Anh chịu khó sáng mai lại lấy nha. Bây giờ tôi không biết tôi có tìm được cái quán trọ nào không nữa. Anh thông cảm đi nha, anh làm như vậy là chết tôi rồi. Chào anh. Cha chủ tiệm này đúng là hại mình mà. Chứ nếu không á, mình đã theo thuyền về trước rồi. Bao hại bây giờ đường xa hàng trăm dặm bao giờ mới về tới nhà. Bây giờ lỡ đường rồi, đêm nay không biết ngủ ở đâu nữa. Có miếu quan. Chịu vậy, chắc là đêm nay mình phải ngủ tạm ở đây thôi. Mấy anh ơi, mấy anh ơi, mấy anh. Cứu tôi. Cứu.
Vì lòng tham với 10 lượng vàng mà bao nhiêu người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Của cải không phải của mình, làm sao có thể bền lâu hơn thành quả lao động mà bản thân mình làm ra. Dạ. Dạ của ta. Dạ của ta. Dạ của tôi mà. Dạ. 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 Quyền của tôi, trả lại quyền cho tôi. Trời ơi, quyền của tôi mà. Ông ơi, ông có sao không? Tôi bị đâm. Dạ của tôi, nó cướp dạ của tôi. Tôi dạy của tôi. Ê, tôi dạy của tôi. Dạy của tôi bà. Dạy của tôi. Số vàng đó sao? Không biết là nó đã hại và giết biết bao nhiêu người rồi. Đúng là 10 nén vàng ba quỷ mà. Của trời, trời lại lấy đi là bài học đắt giá cho những người tham lam. Hãy biết chăm chỉ làm ăn, tâm tính hướng thiện, rồi cuộc sống sẽ vững bền, tươi đẹp hơn.